Những đức nói cho quý vị nghe. Quý vị là người học Phật, nếu chưa có con, quý vị đừng bao giờ đi làm cách này cách kia có con. Vì đó là cái cách tác dụng phụ ngược lại. Vì đứa con nó sẽ đến nhưng nó đến chậm. Nếu mà đứa con này nó không có, làm cách nào cũng không có con đâu quý vị à. Nhưng nếu quý vị chưa có con mà mong có con sớm, làm cách này cách kia để mà có con, thì đứa con đến, đứa con đúng ra là phước thiện. Nhưng đứa con này đến sớm thời gian, thì đứa con này cũng như một trái chuối mà chưa già mà chín. Thì chuối có ngọt không quý vị? Tự mà ngồi suy nghĩ về định lực nhân quả. Còn nếu số mệnh quý vị đã không có con, thì vì có tốn bao nhiêu tiền nó cũng không có con. Đừng bao giờ nói rằng cái cách đó là có con, mà là do trong mạng có con nhưng con đến chậm. Thêm một loại nữa là quý vị không có con nhưng làm có con. Là vì sao? Vì trong mạng quý vị có phước rất lớn. Nên cái cầu nguyện của quý vị, cái cầu nguyện của quý vị là phải bỏ phước ra hoàn toàn để có con. Khi đứa con này đến, hoàn toàn đứa con này rất là tác hại. Hạt giống này không có lợi ích gì cho nhân sinh cả. Quý vị chỉ có được đứa con cảm thấy của cải để lại cho nó là mừng. Nhưng thật sự đứa con này là phá gia chi tử. Nó, cái định lực nhân quả là phải cực kỳ sâu sắc như vậy đó. Thì quý vị sẽ rất là an lạc tự tại. Chúng ta bây giờ cha mẹ chết hết, cha mẹ chết hết. Thí dụ như bây giờ có những ca sĩ nổi tiếng, có ca sĩ Đen Đen nổi tiếng, đi tìm mẹ bao nhiêu năm. Những đức nói muốn đi tìm mẹ được không? Đi thương tất cả những người mẹ đang ở viện dưỡng lão đi, đi thăm hết tất cả người mẹ đi, đi thương hết tất cả người mẹ đó. Khỏi cần tìm, khi phước duyên đến lúc mẹ tự đến với mình. Chúng ta không có đứa con nào, cho nên chúng ta đi tìm con là vì lý do chúng ta nghĩ đây là con tôi mới thương. Nếu học Phật sâu sắc thì con người không ai mà không cần cái tình thương đó. Chúng ta đều muốn điều đó nhưng mà chúng ta không được. Vì tại sao chúng ta không đi thương tất cả trẻ em mồ côi đang chờ chúng ta bồng nó một chút đi. Chúng ta không mở tâm ra nên chúng ta không có cha mẹ. Chúng ta không mở tâm ra nên chúng ta không có con. Tôi cha mẹ chết hết trơn, bây giờ cha mẹ tôi nhiều cỡ nào chưa? Đúng không? Những đứa có vợ có con đâu mà con những đứa vị thấy nhiều chưa? Quá trời luôn, con nít cũng nhiều nữa. Thì coi thứ bảy nó đeo tên Niệm Đức chưa? Nó còn hơn là đứa con ruột của mình. Nên thật sự quý vị là cuộc đời của người chúng ta là không mở tâm ra. Học Phật là gì? Mở tâm ra đi. Đúng không? Mở tâm ra. Bây giờ đứa con mình vô dụng, chúng ta bồi dưỡng cho con người ta hữu dụng. Chúng ta có tâm đó đi. Đứa con mình vô dụng mà có bò dưỡng cái nào cũng là vô dụng. Đứa con người ta là hữu dụng nhưng nó rất là nghèo. Chúng ta dám bỏ tiền ra cho nó đi học để thành tài về sau đó. Vì mục tiêu của chúng ta sanh con nuôi con không phải đi nhìn đứa con chơi, mà là sanh con nuôi con để tương lai đứa con là một hạt giống cho xã hội đất nước chúng ta. Đúng không? Phải nhớ kỹ điều này. Một con người đi đến với cuộc đời này, nếu như là một cục bột biết đi thì không cần có cục bột này làm gì chứ. Chúng ta phải sanh ra, tạo ra một con người để có sự cống hiến. Như vậy thì mà ý nghĩa của làm người. Chứ nếu không thì qua đời mình có mình như thế nào? Nên quý vị đừng nên đặt nặng vấn đề con nhiều con ít, con trai con gái. Có phước thì con gái cũng có phước. Vô phước dù một chút là con trai cũng bị bỏ rơi. Bị bỏ rơi hết trơn. Thấy không? Cái buổi chia sẻ Bảo Pháp này nó có nhiều tư tưởng đó nghe quý vị. Thấy không? Nó nhiều tư tưởng quá mà giác được bao nhiêu thì tùy. Nên cái quan trọng vẫn là cái gì? An lạc vui vẻ tự tại. Khổ đau nhiều phương diện là tự mình chấp giữ. Nên tất cả những cái bà khổ đau khóc lóc than thở ghen ghĩ thì bà im. Đừng có làm chuyện đó nữa. Thấy chưa? Khổ đau chi? Bây giờ chồng đã bỏ rồi, bây giờ có khóc nó cũng bỏ à. Mấy bà không khóc coi chừng nó quay về đó. Hiểu không? Không khóc mình cười hoài mình đẹp, cuối cùng nó quay về nó tìm.
Còn vợ bỏ không chi. Có cái ông này vợ ông đi theo thằng khác. Ông lại ông gặp dưới đất nói thầy có cái câu thần chú gì không? Để thầy chỉ cho con niệm để vợ con nói gì với con. Như Đức nói có. Bây giờ ông làm theo nghe không? A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Ông cố gắng ông niệm năm sau nó về. Ông nói thiệt không thầy? Thiệt. Nói thiệt thôi chứ đâu có ghi giấy. Niệm được 5 giờ vẫn là ngon. Một năm sau ông giác ngộ rồi, lúc đó ông đâu có đi cầu cứu làm gì nữa. Một năm sau đến tìm mình mà vợ ông chưa về thì mình nói: nếu tôi đặt vào ông là một người đàn ông mà con vợ nó đi theo thằng khác một năm chờ, ông nghĩ một năm chờ này ông đem về chi nữa? Dù em có về anh cũng không tiếp em. Vì sao? Một năm chờ đây. Hiểu chưa? Đúng mấy ông? Nó tỉnh ngộ liền. Đúng quý vị? À, nên chỉ cho ông câu thằng chú về niệm một năm chờ sao? Vợ ông về, chàng ơi vậy mà chả cố gắng về niệm một năm để vợ về. Quý vị coi một năm chờ còn gì nữa đâu. Tức là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi. Thấy chưa? Hết rồi. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà thấy không? Gặp nhiều việc lắm quý vị ơi. Nó nên bây giờ mình đã học Phật được rồi, đừng có khổ thì giải quyết được vấn đề. Cái khổ là cái bế tắc không giải quyết được vấn đề. Bây giờ các cô đây mấy thằng mặt mày tươi rói không? Mấy cô thấy hiện tại có chuyện gì xảy ra không? Đó. Mà vậy mà mấy cô lo là có chuyện xảy ra đó. Lo cái là có chuyện xảy ra liền. Con người ta thường khổ cho cái ngày mai, đúng không? Đa phần là khổ cho cái ngày mai. Cái ngày mai quý vị có dối tới không? Cái ly nước này ở đây quý vị bưng lên uống được. Nhưng mà cái ly nước này của ngày mai quý vị đâu có bưng uống được. Vì nó là ngày mai mới gót. Thì làm gì mình bưng uống? Chúng ta chỉ bưng uống ngày nay thôi. Uống miếng rồi. Thấy chưa? Ngày nay uống được mà sao không uống? Người ta nói tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Bây giờ đang sống với nhau hãy bồi dưỡng cái tình thương yêu đó đi. Đừng để một ngày nào xa nhau đi rồi chúng ta tự nhiên thấy tiếc nuối. Bây giờ còn sống không chịu sống cho tốt đi. Mai mốt chết rồi ao ước khi sống lại em sẽ hết lòng với anh. Hiểu chưa? Xào. Dạ dội. Hiểu quý vị? Nà, bây giờ ví dụ như vợ mình thương vợ mình đi, mình cần mua gì cho vợ mình, mình lo cho vợ mình, mua quà cho vợ mình thương yêu vợ mình, thương đi. Mai mốt đó đến khi nó ung thư rồi, lúc đó mình mua cho nó. Còn cái gì nữa cảm giác, đúng không quý vị? Nó bây giờ có lo cho được cho nhau gì thì lo đi. Mình có tiền mình mua gì cho vợ mình được mình mua đi. Mình cho gì cho vợ mình được mình cho đi. Mình làm gì thiệt được mình làm đi. Đúng không? Vậy thì nó đặc biệt. Quá tuyệt vời. Nó chứ đợi chi? Mai mốt khi xa nhau rồi tiếc nuối. Chúng ta bị cái bệnh này nhiều là cái bệnh tiếc nuối khi xa nhau. Mà khi xa nhau rồi mới thấy nhau đẹp. Nó kỳ cục ghê. Xa nhau rồi mà chết rồi mới thấy người đó đẹp, đẹp này đẹp kia đẹp nọ. Còn khi mà còn sống với nhau thì thấy xấu. Bị cái bệnh này nhiều lắm nha. Nên mấy bà về mấy bà thấy chồng mấy bà nói: à, anh đẹp lắm đó. Từ đầu tới chân đẹp lắm. Chắc chồng nó thồn tưởng đâu bà bình tĩnh đi bà.
Thời tiết lúc này nắng nhiều, bà bình tĩnh, bà bình tĩnh ra không? Nó nói em anh đẹp lắm chàng ơi. Tôi đã nói bà bình tĩnh đi nghe, bình tĩnh nghe nè, bà chuyển bây giờ về gặp ổng nè, anh đẹp lắm đó, thấy chưa? Nên từ đó đó mà tại vì sao vậy, đang còn được ở bên nhau nha quý vị. Nè, mình được đi chùa vậy là mình quá cảm ơn người ta rồi. Chứ nhiều thằng chồng nó không cho mình đi chùa, mình dám đi không? Nó không cho đi dám không? Nó quýnh cho mình gãy gan đi, đúng không? Không cho đi mà dám đi mới sợ, đúng không? Nè, chồng mình đó nói là em ở đây ở nhà. Dạ em ở nhà. Ngậm cái miệng là không được niệm Phật cho anh. Thấy chưa? Tôi kêu ngậm miệng là ngậm miệng. Thấy không? Cười cho anh. Cười liền đúng không? Nó từ nơi đó mình sống vậy nó hay. Tuy giả nhưng phải làm thiệt. Tại vì đang còn sống với nhau phải làm ra thiệt. Chứ nếu mình nói giả, mình về mình nói với chồng anh với tôi là giả thôi. Nói mà gì mày nói gì, mày nói cái gì, nói gì. Giả hả? Ai làm ra tiền cho mày sống mà giả? Giả hả? Giả hả? Giả hả? Cho mày giả. Mày mới đi nghe Phật Pháp có mấy câu mày giả hả? Giả. Giả hả? Rồi tới từng chủ nhật đem cái mặt đến đưa những đức. Thầy ơi chồng cô đánh cô nữa rồi. Đánh phù mỏ chứ thầy. Nghe cô nói gì mà đánh cô dữ. Nói là cô nói vợ chồng sống với nhau là giả tạm thôi. Những đứa đó giả. Giả mà. Nó giả mà. Thì nó đã là giả rồi thì có gì đâu thật. Đúng không? Có thật không? Đau thật phải không? Thật. Vậy thì nó không có giả. Đúng không? Giả tạm là khi chúng ta ra đi là giả. Nhưng còn ở cuộc đời sống thì đừng nên nói giả. Tại vì sao? Vì chúng ta còn ăn còn uống, còn mang cái thân này còn bận đồ sao giả. Biết nó là giả nhưng một ngày nào vô thường mới là giả. Còn bây giờ nó đang còn đang sống, mình nói giả nhưng có người không hiểu sao được. Thì nó giả mình là phải rồi. Nó giả cho mình tỉnh luôn á. Lỡ gặp ông thầy vừa nói xong thầy giả đi một cái vô mặt cái nữa. Giả hả? Ủa sao thầy, sao thầy nói giống hệt chồng con vậy thầy? Đúng rồi, giả mà. Giả. Đến rồi. Tôi cuối cùng quý vị thấy giờ tiêu rồi đó, thấy không? Nó nên học Phật mà không hiểu. Không hiểu đặt đúng nơi đúng chỗ. Nó như câu chuyện như Đức kể đó, học Phật mà ép quá nó cũng không được. Mình phải làm sao mình có thời gian dài nó mới khôn. Chứ học thời gian mà bỏ cuộc bơ bơ như bò đổi nón chịu thua. Nhiều người cũng vậy nữa, đem con bạc hiệu nhét lỗ tai. Chèn vô thấy ghê. Bây giờ niệm nhiều niệm ít gì không biết, mà nhìn mấy bà vui gì là xã hội ta thích rồi đó. Ta chịu rồi đó, thấy không? Giống như câu chuyện như Đức kể á, hai vợ chồng làm miếng dán khoét cái lỗ đưa cơm qua cho chồng ăn. Nửa năm sau chồng nó đá banh miếng dán. Đêm đó mấy bà biết cái chuyện gì xảy ra chưa? Cái này nó kinh lắm quý vị. Thà bây giờ mỗi ngày la rai còn hơn là nửa năm một lần. Chàng ơi, chàng thấy ghê. Đúng với bà, kinh thiệt, đúng không? Ví dụ như bây giờ ngày nào mình có ăn đậu hũ thì bây giờ mình thấy đậu hũ bình thường, nhưng mà nửa năm ăn đậu hũ lạc cha ơi vậy đó, chưa nhai mà nuốt, kinh khủng luôn. Cuối cùng nó đá banh miếng dán. Từ đó về sau hai chồng nghĩ niệm Phật luôn, vì nghĩ rằng là nửa năm chờ bồi dưỡng tích lũy phước duyên
Bây giờ đá khoát rồi xong rồi, hết rồi, mắc hết tất cả. Sai rồi. Sai rồi. Cái phúc đức trong cuộc đời này như bàn tay vậy đó. Lạc. Lạc vậy thôi. Nghĩa là phước đức trong cuộc đời này như bàn tay thôi. Nó lạc lui thôi. Trong cái cõi này cái phước đức nó như hư không vậy. Chúng ta chỉ cần dưỡng được cái tâm an lạc, đó là phước đức. Nghe không? Biết đủ thường vui là phước đức. Trong hoàn cảnh nào cũng có nụ cười là phước đức. Đó gọi là người có đức. Nghe không? Chứ không phải là tạo ra một đống xong rồi phải cầm cho chắc. Mắc hết rồi. Nhiều người đã bị cái bệnh này mà nghỉ tu luôn. Vì thấy rằng giống như leo lên núi thiệt cao mà đã té xuống rồi. Họ ví dụ như leo núi vậy. Phước đức thì không phải như leo núi. Leo núi là còn măng thăng tứ đại với tứ đại, nên leo 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 leo. Còn phước đức thì nó cũng như là hư không vậy. Dưỡng cái tâm, cái tâm sanh ra phước thì con người vui, cái tâm hết phước thì con người nó buồn. Là từ nơi cái tâm, khi mình buồn thì hết phước hết duyên, khi mình vui thì duyên phước tăng lại. Nó bình thường lại thôi. Vì nó trong tự tánh. Khi mình vui thì tự tánh hiện lộ ra phước đức. Khi mình buồn thì nó đóng tự tánh lại, nó không sanh. Nên tự tánh sanh phước đức. Chứ bây giờ mình nặng nề cái chuyện tôi phải tạo phước cho thiệt lớn, đi đến chùa cúng dường nhiều tiên là phước nhiều. Sai. Thấy không? Cúng ít tiền thì phước ít. Sai. Không có cái lý này. Cúng nhiều cúng ít là từ tâm mình thấy cái việc đó cần làm hay không. Niệm niệm nghĩ gì người mà làm việc đó. Giống như ngôi chùa Hòa Thượng đang xây để tương lai 1000 người già được ở. Chúng ta thấy cái việc làm này ý nghĩa, chúng ta phát tâm làm. Đây là niệm niệm gì người, đó là đức. Đó là đức thôi. Còn bây giờ bà này bà có 2000, bà nghe như vậy bà trong lòng bà nói con chỉ có 2000 thôi. Con nghèo lắm, đủ tiền xe về và 2000 này là con chỉ mua được một ly trà đá uống mà thôi. Nhưng con nghe thấy Hòa Thượng xây cái ngôi chùa để cho 1000 người già được ở, con đem 2000 này con bỏ vô thùng tam bảo. 2000 bà này thì là công đức. Cái tâm làm nó phải hiểu. Còn bây giờ cầm một đống tiền đến cúng dường, thầy ơi thầy, chồng của con đang bị ung thư, con đưa tiền cho thầy cúng cho chùa để xây đạo tràng, con cầu cho chồng con hết ung thư. Cái việc này không bằng 2000 kia. Tại vì cái tâm bà cúng dường số tiền lớn này để vì chồng bà hết ung thư, chứ không phải vì 1000 người già tương lai được ở. Rất nhiều người đã không hiểu nguyên lý này quý vị. Nên có vị thầy ông giảng câu mà ông nổi tiếng, nói một câu: đi lại chùa mà cúng dường nhét vô tay Phật tiền giá thấp thì quý vị sẽ xui cả năm. Cái cách giảng này tầm bậy à. Yêu quý vị, sao xui cả năm được? Người ta có tiền nhiêu người ta cúng nhiêu. Nói gì thì đúng nè. Đi đến chùa nơi thờ phượng, thờ tượng Phật, thờ Phật Bồ Tát, thì chúng ta phải giữ trang nghiêm cho bằng thờ sạch sẽ đàng hoàng. Từ nơi đó khi quý vị cúng dường tỳ hỷ công đức. Tỳ hỷ là gì? Là tùy tâm mà cúng dường. Phát tâm như thế nào cũng tốt. Nên quý vị dù 1000, 2000, nhưng hãy bỏ thẳng vào thùng tam bảo. Đừng nên nhét vô tay Phật, nhét vô chuông tùm lum tùm lá, để cái nơi thờ tự nhìn không trang nghiêm. Vậy thì được. Chứ làm gì cúng tiền giá thấp mà xui cả năm. Vậy thì thôi khỏi cúng, không có xui. Quý vị suy nghĩ đúng không? Đó. Nên mọi người mình phải nhận thức quý vị. Hiểu được nguyên lý rồi vì học Phật vì thấy thích thú không? Trái tim đâu, trái tim đâu? Một trái tim khô. Hiểu không? Trái tim là giọng có khô nữa kìa. Trái tim này là đầy máu luôn á, chứ khô gì đó. Hiểu không? Nên mong rằng quý vị nghe những điều chia sẻ này xác thực gần gũi, để vị đem vị áp dụng vô trong cái cuộc đời quý vị. Để vị sống luôn luôn được vui vẻ. Yeah. Không có buồn nữa không? À
ai muốn buồn đưa tay lên coi. Có cái bà đó, bà đưa lên, bà đưa hạ liền tay chỗ. Bà chứ lộ tử đâu. Ai muốn vui đưa tay lên coi. Cái bà kế bên thì nghe nhanh, vừa nghe cái hạ liền, cái bà biết sao, bà đưa lên, bà hạ xuống liền. Nên đâu, ai cũng muốn vui hết quý vị, không ai muốn buồn đâu. Cả buồn ngủ còn không muốn đó. Nó buồn ngủ thì đúng nơi đúng chỗ, chứ bây giờ cái chỗ nghe quá mà tôi buồn ngủ là thấy nó kỳ cục rồi. Ai mà muốn buồn ngủ đâu, nhưng vì nó buồn ngủ. Hiểu không? Mình đâu muốn buồn ngủ đâu quý vị, nhưng vì nó buồn ngủ. Thấy không? Mà buồn ngủ nghe chút hết buồn ngủ luôn. Giỡn đâu nghe. Thôi quý vị ơi, những cái buổi giảng này mà không đến nghe, đi nghe đâu? Nghe đâu giờ? Chưa. Nghe gì mà không nghe nó ghé đâu? Quý vị thấy cái mặt thì đứa thấy ghét ghê kìa. Vậy mà mấy bạn để cái chữ là thầy siêu đáng yêu. Tôi không biết đáng yêu ở đâu luôn đó. Nó kỳ cục muốn chết. Có cái tấm hình mà mấy bà chụp mà những đứa đội cái nón giống như ngu đầu mã diện. Những đứa không tưởng tượng được đó là ai luôn. Sao tự nhiên chụp tấm hình đó mà ngộ vậy? Được không? Có được mấy con? À, nó rõ ra là thương người thì thương cả lối đi thôi mấy con ơi. Cái đẹp đẽ gì? Hiểu không? Tôi mà tôi còn không biết tôi nữa sao? Hiểu không? Tại vì mình đã thương rồi, đã thích rồi thì sao cũng thương cũng thích. Nó đã ghét rồi là hình ảnh này nó cắt. Mỗi ngày lấy kim đâm hình chứ. Hình bây giờ nhiều lắm, nhưng mà một ngày nào biết đâu mình sẽ bị đâm chém hay sao. Có không quý vị? Thôi mình cứ nghĩ những điều đó trước đi. Lỡ nó có chuyện gì xảy ra thiệt thì lúc đó mình cũng đỡ bị hụt hẳn. Nhưng mà kỹ cái vậy, trong cuộc đời này người ta có thương mình là cái quyền của người ta, còn khi người ta ghét mình người ta cũng có quyền. Nên chúng ta cũng có quyền buồn hay không có quyền không buồn. Thấy không? Mình có quyền buồn hay là mình không buồn là chuyện của mình. Nhưng mà tính trước vẫn hay ha. Trong cuộc đời nó là như vậy đấy. Giống như chồng mình đang sống với mình thấy chồng mình là số 1, chồng mình tuyệt vời, chồng mình chung thủy, chồng mình hiền số 1 luôn, không nhậu, không hút thuốc, không gì tùm lum. Cuối cùng đung ra có hai con vợ ngoài. Đung ra một cái nó có hai ba đứa con ngoài luôn. Chứ lúc đó tự nhiên mình nghe nguồn tin này như sét đánh ngang lỗ mũi. Có quý vị có chuyện này xảy ra không? Nà quý vị hoàn toàn bị đặt vào lòng tin con người, nhưng quý vị không tin nhân quả. Nên quý vị không tin nhân quả nên hoàn toàn bị tác dụng phụ, thấy chưa? Chồng quá tuyệt vời, trong nhiều người ngồi đây quý vị cũng đã từng thấy chồng quý vị rất tuyệt vời, chồng quý vị rất đáng yêu, chồng quý vị rất hiền, chồng quý vị không biết nhìn ngó ai, nhưng chồng quý vị lại có hai người vợ ở ngoài đời. Ở chỗ khác nó lo cho. Ghê chưa? Nó kín đáo đến mức như vậy. Khi mình vừa nghe được cái nguồn tin đó thì lúc đó chúng ta chón dáng mặt mày, nghe nguồn tin như xét đánh ngang ta. Có phải anh như vậy hay không? Có phải hay không? Anh nói đi. Đúng không? Nó gặp trường hợp đó đó quý vị. Cuối cùng nó có em à, cũng là vô tình thôi. Anh không có muốn chuyện này xảy ra đâu. Anh rất là thương em, nhưng chắc đây là duyên nợ hay sao. Anh gặp hai cô này hoàn toàn trong một đêm mưa gió. Được không? Nó lý luận tùm lum chuyện quý vị. Thấy không? Đó. Bây giờ quý vị sao bây giờ? Không lẽ giờ bỏ chồng thì mình mất chồng. Mà nó nói rằng anh vẫn còn thương em, mà anh cũng thương hai người đó anh. Bây giờ bỏ hai người đó thì tội nghiệp quá, họ đã có con với anh rồi. Nhưng bây giờ bỏ em cũng không được. Anh rất nặng tình với em, anh đi làm sao đây? Yeah. Quý vị ơi, lúc đó quý vị học Phật rồi nghe quý vị. Học Phật hiểu rồi nghe quý vị.
Ông Phật hiểu rồi thì sao? Thôi, đây cũng là duyên nợ, mình cũng không chửi mắng đánh đập ai làm gì, thấy không? Nếu đặt mình vào người ta thì cũng tội nghiệp. Cỡ nào mình cũng là chị hai. À, chị hai đúng không quý vị? À, mình nói rằng thôi được rồi, anh cứ lo cho hai người đó, nhà để cho em. Quý vị, mình đi rồi nó lấy nhà luôn thì sao? Rồi con mình sống thì sao? Bây giờ anh cứ kệ, anh cứ lo cho hai người đó, lúc nào về nhà thì thăm con cái. Thăm con cái thôi, hiểu chưa? Con cái thôi vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta cũng bao nhiêu năm rồi, à, lâu lâu thăm con cái là được rồi, không quan trọng quá, thấy không? Rồi xong rồi nhà mình ở, mình lo cho con, nuôi con đàng hoàng, dạy con mình đàng hoàng, đó là cái duyên cái nợ gì đó thôi. Mình cũng hận thù ai làm gì, tại vì mình hận thù mỗi ngày thì mình khổ, hơi khỏi hận thù chứ đánh đập chửi mắng người ta thì cũng kỳ cục, thấy không? À, nên từ nơi đó thì có lương thực thì chia cho nó hai em ăn miếng. Tại hai em tội nghiệp hai em. À, mình mà có tâm vậy thì mình làm chị hai. Tự nhiên đùng cái mình có hai đứa em. À, mình bao dung vậy thì hai đứa em nó làm ăn được, nó cũng đem của cải đến nó đưa cho mình. À, chị hai. Chị hai. Ê quý vị. Nó lúc đó cái tâm bao dung mình vậy thì chồng mình nó sợ mình. Lúc đó mình nói anh nghe, mình không mắc chồng mà mình cũng còn nuôi con, mình có quyền trong nhà luôn, vì chúng ta đã cái cù lôi này mình dùng cũng nhiều năm rồi. Thật sự mà nói đến lúc thì cái bộ cù lôi này chúng ta cũng không có cần thiết gì mấy, thấy không quý vị? Tại vì quý vị bám víu cù lôi này đi qua tình cảm giả tạm thì quý vị phải chịu thôi. Cuối cùng giống như có cái cô đó, chồng của làm công an, cuối cùng ổng ở ngoài ổng có vợ khác, bà đau lòng vô cùng, đau lòng, bà đau lòng đến mức không tưởng tượng được. Bà đến bà gặp những đứa, bà hỏi những đứa bây giờ con phải làm sao. Những đứa nói cười chứ làm sao. Những đứa nói cho bà biết này, bà càng buồn thì bà càng xấu, mà bà càng xấu thì càng ổng không về nhà, mà ổng không về nhà thì bà càng buồn, mà bà càng buồn thì bà càng xấu, cuối cùng thì càng xấu thì ổng càng không về nhà, bà càng không về nhà thì bà càng cô đơn, mà càng cô đơn thì bà càng mau chết. Bà chết rồi ổng lấy nhà cho nhỏ đó luôn. Đúng không? Rất là rõ ràng. Nó tới rồi luôn, cuối cùng mình thiệt thôi. Xong bà nói ủa thầy, như thì hoàn toàn là con thiệt thôi. À bây giờ bà vẫn còn là chị hai. Tại sao bà không đứng ra cho chị hai? Tại vì chồng bà đã sống với cái người đó, nó có con rồi. Bây giờ kêu bỏ đi đi chăng nữa, con của chồng mà. Mình sống vậy nó cũng không đến nỗi, nó không có đạo đức, hiểu chưa? Nên từ nơi đó thôi, bao dung chút. Tính ra bà chồng sống được bao nhiêu năm? Dạ 40 năm rồi. Bà tức vì cái lý do gì? Tức vì ảnh phản bội con. Đừng tức cái này. Đừng nói câu phản bội. Hãy nói rằng là ổng còn duyên. Vì kệ ổng đi, thấy không? Bà cứ đứng vai trò bà và con cái bà lớn rồi. Đừng có phanh phôi tùm lum mất công, mặt ai cũng bị dính bùn, nghe không? Thôi bây giờ bà năm nay bao nhiêu tuổi? 52. 52 tuổi nó cũng không còn cái gì nữa đâu. Phải chi bà năm 25 tuổi thì lúc đó thì khuyên bà cách khác. Còn này bà 52 tuổi còn cái gì nữa, đúng chưa? Lúc bà lấy ổng bao nhiêu? 22 năm rồi bà chưa đủ sao, nghe không? À, 32 năm rồi chưa đủ sao? Đủ rồi. Không, giao cho người ta đi, được không? Có người nhảy vào để mà cho bà có thời gian đi chùa. Được không? Nhảy vào có thời gian đi chùa. Đúng là lâu lâu bà cũng đem đồ ăn thức uống lại để cho em Út á. Mình là chị hai mà. Chứ bà đi buồn chứ, những đứa thấy lúc này cô xấu hơn ngày xưa. Phải không thầy? Đó là phải không? Tại vì mấy cái bà mà sợ chồng bỏ kỳ cục lắm. Phải không? Đó là xấu dữ lắm. Xấu đây là vì sao? Xấu đây là vì mỗi đêm ngủ không được, phải không? Nếu mà cái đà ngủ không được này, mai mốt nó thành cá xấu á. Gai góc mọc tùm lum. Mấy cái bà ghen là gai góc mọc tùm lum. Đó, nên á, từ nơi đó mà phải suy nghĩ cho kỹ những điều này. Cuối cùng bà nghe lời những đức về, bà niệm Phật, bà vui vẻ đàng hoàng, mở tâm ra, bà ngồi nói chuyện với ổng đàng hoàng. Chứ đúng ra là bà định ly dị.
nó ly dị có được gì đâu. Giờ con quá lớn rồi, bà ly dị thì mất công được cái gì đâu. Thôi cứ để y thinh như vậy đi, rồi bà cứ ở trong cái gia đình bà bình thường, còn ổng thì lo cho cái con nhỏ kia thì cứ lo bình thường. Vì cái gia đình không có chuyện gì xảy ra, mà bà vẫn duy trì được. Bà lâu lâu bà đến chùa nghe những đức giảng, hoặc ở nhà nghe những đức giảng, bà vui là được rồi. Mới đây, đến đây hôm qua lỡ gặp những đức nói con đã hiểu rồi. Hiểu rồi. Nào, bữa nay nhìn được lắm, 52 tuổi mà bữa nay sắc đẹp nổi lên. Tại vì đâu mà hết buồn. Nên những đức báo tin cho tất cả những người phụ nữ ở trên cái cuộc đời này biết, mấy bà mà buồn là mấy bà đang tàn phá nhan sắc của mấy bà. Hiểu không? Mấy bà đang tàn phá cái nhan sắc của mấy bà. Mấy bà làm cho mặt mày nó bèo nhèo chứ, răng nó rụng tùm lum tùm lạ chân luôn. Tại vì sao mấy bà buồn? Buồn là mấy bà đang hủy hoại tất cả những tế bào mấy bà, làm tế bào bị xấu đi, máu xấu đi, cuối cùng mặt mũi miệng tướng tá xấu xí. Hiểu chưa? Nên phải dưỡng cái nhan sắc của mình, để trong cuộc đời này mình cảm thấy đi đâu người ta nhìn mình người ta cũng thấy thương. Hiểu không? Nên trong cuộc đời này tuyệt đối không có thất tình. Thất tình chi? Không có cái thằng bự con như này nè, cao gáo bự con như này luôn. Thất tình, tóc tai bùm xùm không chảy. Mẹ nó nói thầy ơi, con nuôi con lớn lên tới bây giờ, chị mà nó thương người ta, tao thương nó thất tình. Mấy ngày này đâu bạn ngủ gì chừng đó, tắm rửa không tắm luôn. Mình bảy ôi đình đánh răng không đánh luôn. Đi nghiêu ngao đây con dẫn nó vô gặp thầy, thầy giúp giùm con đi thầy ơi. Bà vừa ngồi xuống bà nói mấy câu, nó đi sắp sửa tới, nó vừa đi bước tới gần Đức nói thằng khôn. Hết hồn quý vị. Gặp thầy không nói chứ tự nhiên thầy kêu thằng khùng kia cục. Xong nó nuốt nước miếng, mình lúc mà những đức la nhưng mà nó nuốt nước miếng là những đức biết thành công. Vì nuốt nước miếng là người đang sợ quý vị. Thầy học nuốt nước miếng. Nó nói thêm câu thứ hai, mày là thằng khôn. Hai câu, nó thì cái gì vậy thầy? Nói câu nữa, mày là thằng khùng mày biết không? Xong ngồi xuống cho tao. Sợ quá ngồi xuống. Mày yêu nó, mày mới yêu thôi, mà mày làm cho mẹ mày buồn, phải mày là thằng khùng không? Mẹ mày sinh mày nuôi mày khôn lớn, mày cũng được trai mà mày để tóc tai bùm xùm, miệng mày không đánh răng túi ình. Cuối cùng mày có phải thằng khùng chứ cái thứ gì? Mày về mày ra mày phía sau mày rửa mặt cho tao, mày chạy đầu cho tao, đánh răng sạch sẽ ra đây. Nó chạy qua phía sau rửa mặt đánh răng đàng hoàng chạy vô nói từ hôm nay mày không được đau khổ nữa, vì mày đẹp trai tương lai còn bao nhiêu con bồ nó tìm mày. Nó hỏi thiệt không thầy? Nó thiệt, bồ mày sau này còn đẹp hơn con nhỏ này bây giờ. Con nhỏ này bây giờ nó đang lùng hơn mày đúng không? Nó, dạ sao thầy biết? Sao thầy biết thầy? Sao biết tao mà cái gì không biết? Tại vì nó cao quá, con nhỏ đó mà cao hơn nó thì còn hơn qua hậu kim tho nữa. Đúng không? Thì chắc nhỏ này phải lùn hơn nó. Tương lai con nhỏ mà nó yêu mày, say đắm, nó cao hơn mày, chân dài hơn chân mày luôn. Nó dạ thiệt không thầy? Thế về hiếu với mẹ cha đi con. Dạ con cảm ơn thầy. Chàng ô mẹ nó mừng húm. Bà bỏ bao thư 2 triệu cũng vừa. Là kinh khủng đấy. Nhưng ba câu thằng khùng thôi tỉnh ngộ luôn. Thấy chưa? Không phải chuyện đơn giản. Tao phải độ người chỉ có văn tự Phật pháp không đâu quý vị. Tao nhìn mặt mày nó gì, nói nó gì, mình lỡ mình nói này nói kia nó nghe nó nhức xương tim, chửi nó thằng khùng nó mới tỉnh. Cuối cùng chỉ có phương pháp mày là thằng khùng, ba câu đột phá vào tâm tỉnh ngộ. Kinh chưa? Thấy không? Ví dụ như bữa đó mà cái ngày lễ mà Kim Tiểu Long nói một câu, tại sao nhiều người ca sĩ tới tuổi già mà sao bị lãng, bị này bị kia nhiều quá. Thì biết rằng con người ta thế gian người ta nghĩ rằng mình giảng pháp, mình nói bố thí cúng dường là ta nói ta đưa tiền cho mình xài. Ta nghĩ gì đó vị, ta nói tiền của tôi làm ra mà tôi xài làm gì tổn phước. Cái nguyên lý này thật sự chỉ có người học Phật mới hiểu thôi.
Tuy là cái của quý vị tạo ra quý vị xài, không có sai. Nhưng cái tâm quý vị không nghĩ đến những người khổ hơn, cái tâm này tổn phước. Cho quý vị biết chứ, không biết bao nhiêu người nói câu nói: tôi khỏi cần đi tu chứ, tôi cần lo làm ăn đàng hoàng, chuyện gia đình tôi lo, sống đàng hoàng, tôi không có làm hại ai chứ, tôi không cần phải tu hành gì chứ. Vậy là tu như vậy, tu tâm còn hơn người ở trong chùa. Nhưng mà quý vị coi bao nhiêu con người vậy tới tuổi già sao? Mình nhìn cái tuổi của họ chưa già nữa là gia đình của họ đã nhiều chuyện xảy ra rồi. Nếu mà nói có phúc tại sao nhà lại vậy? Những đức nói với quý vị nghe, nó buộc thắt cái tâm là trở thành một con người ích kỷ nhỏ mọn. Trong cái cuộc đời này không có bao giờ mà cái cá nhân của gia đình mình mà được. Cái gì nó cũng có sự mà tương trợ nha, để mà sống. Chứ không có bao giờ mà cái gì mà cá nhân riêng biệt cái việc. Nên chúng ta có được nghĩ cho nhiều người khổ. Ví dụ như bây giờ như chùa mình sống mà nếu 2-3 người thì khỏe quá, hoặc là 5-7 người thì nó khỏe quá, cắt chi cho ê ê này thế mà lao trò chùi cũng cực khổ, sửa xa cũng cực đủ chuyện. Nội mà người ta đi vệ sinh mà người ta bẻ ống nước không thay tối ngày. Mấy người già mới bị biết rằng á, bây giờ ống nước mũ chịu đâu có nổi đâu, thay ống inox không, mua một lần để một cái phòng để dành đồ để thay này kia, chổi đồ mua lần á, giống như là để cả phòng để chi thay đủ thứ cái, đâu có đơn giản. Vì nuôi con người nói chuyện đơn giản lắm. Nên từ nơi đó mà nếu mình nghĩ cá nhân mình làm chi cho nó cực gì à? Rồi quanh năm suốt tháng quý vị coi có đi đâu chơi đâu, quanh năm suốt tháng có đi đâu đâu, có ăn xài đâu. Nhưng Đức nói quý vị biết, trong một ngày giờ Nhân Đức chưa xài một cách nào mà cầm tiền mà đi xài cái gì luôn. Đi xài cái gì bây giờ? Nhân Đức không ghé quán cà phê, Nhân Đức không đi mua cái gì hết trơn. Cả đổ xăng Nhân Đức cũng không đi đổ luôn. Bây giờ Nhân Đức cầm tiền xài cái gì bây giờ? Chứ đừng có nói tới cái chuyện mà mình đi lỡ cái chỗ mua đồ. Nhân Đức là không có đi mua một cái gì luôn. Từ khi Nhà Đức đi tu giờ lạ lắm. Là Nhà Đức thấy rằng mình bước ra xã hội là mình thấy mình với người ta không có dốc. Mua cái gì thấy cặp mắt người ta cũng nhìn mình, thấy kỳ cục quá. Kệ người ta đi. Có nghĩa là bản thân của mình khỏi luôn, thử coi sống làm sao. Nên quanh năm suốt tháng Nhà Đức này quán cà phê không ghé nè. Không có bao giờ mà Nhà Đức ghé mua một cái thứ gì. Xe hết xăng kêu người đi đổ giùm. Bản thân Nhà Đức cũng không đi đổ xăng luôn. Thì quý vị coi, dù đồng tiền Nhà Đức có được đi chăng nữa, xài cái gì? Có xài cái gì chứ, còn ăn thì y gan chúng trong chùa. Không uống sữa, không uống cà phê, không uống trà, nước đá cũng không uống nữa. Nó, cà phê không uống luôn. Nhân Đức chỉ có ăn 3 buổi cơm thôi. Và đa phần là Nhân Đức uống nước mà đun sôi để nguội. Ít bao giờ mà Nhân Đức uống nước đá mà trong cái thùng mà bên lạnh bên nóng, nước lạnh đó Nhân Đức không uống. Các vị coi, nghĩ là xài cái gì bây giờ? Nên á, tiền không có thấy xài tiền hết trơn á, mà có tiền là dám làm cho người ta. Thì bây giờ nói rằng tiền cũng là người ta cúng cho ông, nhưng mà nếu không có cái chỗ để mình cúng, lấy đâu mình cúng? Ngồi suy nghĩ đi à. Nên nhiều người cái nghĩ của mình ở ngoài đời thật sự theo cái nghĩ ngoài đời thôi, chứ thật sự là chúng ta nghĩ sai. Sai quý vị à. Nên bây giờ như ý như đúng nói lên điều này để quý vị nói lại. Như vậy như Đức làm chi cho nó cực chứ à? Làm chi cho nó cực quá cho cực. Giờ Hòa Thượng làm chi 84 tuổi bây giờ còn đi đổ móng tùm lum tùm la để xây dựng chi mà cực chứ sao? Không ngồi trong phòng nghỉ ngơi đi. Nếu mà nói gì ích kỷ, làm gì làm chi bây giờ 84 tuổi rồi. Rồi làm chi? Rồi bây giờ những Đức đi xuống nhà bếp nấu ăn đi giỡn. Giỡn mà được cái buổi ăn với vị ăn không có đâu. Nói mà thứ bảy chủ nhật như Đức chuẩn bị chiên 50-60 kg sườn chay. Đứng trong nhà bếp chiên không đơn giản đâu, 6 cái chậu dầu to. Chiên không có đơn giản đâu quý vị, rất là nóng. Mà nó nóng rồi nó rất là mệt. Mệt nó đuối người chứ nghe. Nên những Đức nói rằng cái người ở ngoài đời họ không nghe đạo, họ nghĩ sai quý vị à. Họ nghĩ sai. Thật sự luôn á. Cái nghĩ của họ chỉ có đúng với cái kiểu người không biết tu nghĩ thôi quý vị à. Chứ nghĩ sai. Nghĩ rằng bây giờ tôi lo cho con cho cháu tôi, tôi lo cho vậy thôi, tôi không làm hại ai thôi chứ tu hạnh gì còn hơn mấy ông ở trong chùa này kia, đừng có quơ đũa cả nắm.
đạo pháp nó duy trì gần 3.000 năm. Nếu mà toàn là tăng bại hoại không thì không có còn Phật pháp đâu, không bao giờ còn Phật pháp đâu quý vị. Quý vị biết nghe, cái thời cuộc khó khăn nhất nha quý vị. Có nhiều vị mà người ta đi đến những cái quốc gia khác á, thời điểm nó đi ngang á, cái nơi mà biên giới này biên giới kia khó lắm. Như vậy mà người tăng có thể gạch đùi mình, nó nhét kinh vô trong trong thịt mai lại đó. Kinh khủng không? Có nghĩa là họ vì kinh giáo họ đem về, mà họ phải làm điều đó đó quý vị đó. Không đơn giản đâu. Nhiều người quý vị biết rằng á, họ học Phật á, nên mà nói là Phật pháp mình nó đồng hành với đất nước chứ lắm. Trong cái thời cuộc khó khăn nào thì Phật giáo cũng có những người tu họ đồng hành với đất nước dữ lắm quý vị. Mà cả họ là người tu nhưng họ không phải chỉ biết tu hành không đâu, mà họ còn lo cho những con người mà đánh giặc ngoại xâm. Không phải là không có đâu quý vị. Nên á, nếu mà nói gì mình quơ đũa cả nắm mình sai á. Tại vì đạo pháp á, nếu mà hoàn toàn là tăng đại hoại không, không có còn Phật pháp đâu. Quý vị về chùa mình bao nhiêu con người đông người gì, quý vị cũng nhìn ra chứ quý vị không lẽ không suy nghĩ được. Quý vị không suy nghĩ được gì đây làm gì. Chỉ có những con người họ ăn không ngồi rồi, họ ngồi một chỗ họ không nhìn ra được khỏi cái nóc nhà, đi mở rộng cái tâm mình ra. Nên á, dù mình có trí thức học gì nhưng đừng đem sở học của mình đi đóng vào cái tủ khóa lại. Đó là một cái ý nghĩ nó thiển cận dữ lắm. Thật sự tôi không có học gì đâu, nhưng mà tôi nhìn bao nhiêu con người già tôi cũng giác ngộ cõi nhân sinh này nữa. Thật sự luôn á, nhìn bao nhiêu người già giác ngộ cái cõi nhân sinh quý vị. Thấy bao nhiêu người già tới khi tuổi già quý vị khổ lắm. Nó, những đức gặp bà cụ này vậy đó, bà cụ à, đức nói cho bà cụ nghe chứ, bà buồn là con trai của bà chỉ có cái lý do là bà đặt vấn đề, bà đã từng sanh thằng con trai này ra bà nuôi nó không lớn. Mà bây giờ cái thằng con trai này nó quá thương vợ nó, bà ở nhà bắt quà với đứa con dâu chỉ đúng cái này thôi. Vì thằng con trai bà quá thương vợ nó đúng không? Nó ủa sao thầy biết? Những đức ngồi suy nghĩ cũng nhìn biết ra. Cái tâm chỉ có ích kỷ thôi. Thấy thằng con trai mình quá thương vợ nó mà thương mình ít hơn, trong khi cái công mình lớn hơn vợ nó. Nhưng mà mình đâu có cho nó vui như vợ nó cho nó. Chúng ta chỉ tạo cho nó ra cái thân đã qua rồi. Dù cái công ơn gì nó cũng đã qua rồi. Nói với con người hiểu thì còn nói. Nói với con người mà nghĩ hiện tại thì nói làm gì. Nó chỉ nghĩ hiện tại là vợ nó cho nó ngủ chung, cho nó ôm, cho nó hôn. Nói chuyện có thể ngọt ngào vài câu cho nó nghe. Không phải qua đũa cả nắm nghe, nhưng mà có nhiều lắm á. Vì những lời ngọt ngào đó chúng ta có thể nghe lời vợ mình và chửi mẹ mình, chửi cha mình. Nên cha mẹ rất là buồn. Buồn là gì? Mang nặng đẻ đau sinh ra, nuôi khôn lớn cho đi học hành, bây giờ lại dùng những lời nói làm đau lòng cha mẹ. Tấm lòng của cha mẹ nói thà tao chết bờ chết bụi, chứ tao không thể nào nhìn được cái cảnh tình mà con tao sinh ra mà bây giờ như vậy. Thà để người dưng nước lạ chửi mắng tao, chứ nặng tình này mà bây giờ nó đem ngược lại, cái sự quán hận quay ngược lại tình cảm. Chúng ta vì chưa có tu hành, chưa có cảm nhận được chỗ nhân quả, nên chúng ta làm sao thông tâm nên cái khổ đau này là tự mình ôm chấp. Chứ thật sự với quý vị, mình đã sinh mình nuôi khôn lớn, đó là cái trách nhiệm của bản thân mình đã làm rồi. Còn nó có thương mình hay nó không thương mình, đó là số phận của mình. Hiểu được nguyên lý này, chúng ta chỉ cầu mong cho con mình nó có thể sống với gia đình nó hạnh phúc. Còn riêng chúng ta như thế nào, đó là số phận của chúng ta. Xong chuyện rồi đó. Nên từ nơi đó mà những đức nói với vị biết rằng đó, mình nuôi vợ, mình nuôi chồng mình có thể nương nưởng được, nhưng nuôi cha mẹ mình chưa chắc mình nuôi nương nưởng được đâu quý vị à. Nó không phải chuyện đơn giản đó. Những đức gặp bao nhiêu người già như đó tìm hiểu mà. Bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta tại sao có ngồi suy nghĩ? Biết đâu đâu một ngày nào tuổi trẻ của mình sẽ đi vào cái tuổi già đó làm sao? Những đứa có một người bạn trên thành phố, anh hiện tại cũng đương thờ, cha anh, mẹ anh đang ở trong chùa. Những đứa nhìn cha anh, những đứa nói giữa anh với cha anh gương mặt rất là giống nhau. Ai cũng có tính tình khó khăn,
Người nào cũng trí thức chứ, đều là khó tính không. Nhưng Đức nói rằng, anh nói ba anh khó, anh sẽ chờ xem anh. Anh với ba anh chỉ là một cái chén, đổ ra cái chén mà thôi. Anh đừng bao giờ trách cha anh là cái chén, vì một ngày nào anh cũng sẽ là cái chén. Chờ xem. Y ra, thật sự quý vị biết rằng chúng ta là những con người bệnh hoạn, chúng ta đi chê người bệnh hoạn. Thật sự quý vị là chúng ta bệnh ít bệnh nhiều thôi. Chúng ta là người đang bị bệnh hoạn. Nếu như một ngày nào chúng ta thật sự bừng tỉnh ra, chúng ta sẽ không cần đi quản ai hết, chúng ta sẽ tự đi quản chính mình. Thật sự mình sẽ đi quản chính mình. Quản cái gì? Quản cái tâm gông gũi, cái tâm mà nhảy như con khỉ của mình. Mình khổ đau là do cái tâm mình như con khỉ, nhảy đầu này nhảy đầu kia. Có nhiều người đã gặp những đứa hỏi gì quản chúng chùa nè, vì họ thấy những đứa hình thành nhiều ngôi chùa lên mà. Đặc biệt như vậy họ đi hỏi như đức, những đức nói anh đi quản anh đi. Tôi quản chúng mười mấy năm chờ, tôi cũng đã từng suy nghĩ phải quản người làm sao đạt tiêu chuẩn nhất. Cuối cùng tôi vẫn nghĩ ra một điều, ngày xưa gì làm vẫn không bằng bây giờ. Bây giờ tôi không cần quản bao nhiêu, tôi chỉ cần làm đúng trách nhiệm tôi cho đặc biệt. Rồi cuối cùng tôi quay lại tôi quản cái tâm con khỉ của tôi, biết đứng lại, biết dừng lại, đúng không? Nên thật sự quý vị, bây giờ những đức nói chuyện cái việc mà ai có chữ mắng những đức nó thật không cần giả điếc mà cũng thoải mái. Giả điếc đó là không chấp nhận, còn những đức vẫn nghe bình thường mà những đức không hẳn gì luôn nữa. Tại vì sao? Hiểu rồi. Hiểu rồi quý vị. Bây giờ những đức nói quý vị nghe, bây giờ nếu như chúng ta không nói gì thì tội cho họ quá. Bây giờ chúng ta hãy chờ sau này họ bị cái gì đi, họ sẽ nhớ lời của chúng ta nói. Bây giờ họ chưa tiếp nhận đâu, nhưng sau này họ sẽ bị nè. Không đơn giản đâu quý vị. Chúng ta dùng chỗ nào nhiều chúng ta sẽ bị ảnh hưởng chỗ đó. 100% quý vị dùng chỗ nào nhiều quý vị bị ảnh hưởng chỗ đó. Nếu như quý vị dùng cái miệng đúng thì cái miệng bị rất là dẻo. Và cái miệng quý vị nó rất là thiện, và nó rất là nhạy bén. Đặc biệt quý vị dùng trí tốt thì nhất định là sanh trí tuệ tốt. Quý vị dùng cặp mắt tốt thì cặp mắt quý vị sẽ sáng. Vì dùng thân thể tốt thì thân thể tốt. Vì dùng cái miệng nói tầm bậy chăm thọt người ta, 100% vì sẽ bị méo miệng. Quả báo chưa đến đó quý vị, đừng có nói chuyện dẫn chơi. Nó chưa đến đó, không phải là không có đâu, mà là nó chưa đến. Cái này là nhân quả cho nhà Phật nói rất rõ ràng. Bạn tạo nghiệp không phải là không có nghiệp, mà là nó chưa đến. Bạn tạo phước không phải là không có phước, mà là nó chưa đến. Bạn tạo như thế nào nó sẽ ra như vậy thôi. Nó, bây giờ quý vị không tin, quý vị thử đi, quý vị hãy xem những con người mà ngồi mỗi ngày đi kiếm tiền chăm thọt người ta, quý vị chờ xem. Khỏi cần mình chờ xem, tự họ sẽ nghe và họ sẽ tự biết đi. Cuộc đời quý vị, quý vị sẽ thấy kinh khủng lắm, không đơn giản đâu quý vị à. Chính bản thân những đức mười mấy năm đi tu luyện cái chí, sanh cái chí rõ ràng. Quý vị biết những đức chưa từng trải qua trường học nào cả, đặc biệt hết. Chưa bao giờ đi đến một cái nơi nào gặp một vị cao tăng nào hết luôn. Toàn là học lớn không. Mà bây giờ quý vị coi những đức có thể giảng pháp cho mấy chục ngàn con người nghe. Không đơn giản đâu quý vị à. Giảng mà có thể người ta đều nghe được. Ngồi mà gần 2 tiếng đồng hồ ngồi được. Mà người ta tỉnh táo không ngủ. Đây là không đơn giản. Tại vì vị nói chuyện cho 2-3 người nó đã chống trả quý vị rồi. Mình nói cho 2-3 người nó đã chống trả mình rồi. Mình nói với con mình nó đã chống mình rồi. Nói với chồng mình nó chống mình rồi. Vậy mà người ta ngồi người ta nói chuyện, bao nhiêu con người ta ngồi nghe. Mà ngồi từng mỗi tuần, rồi mỗi lễ, mỗi ngày. Mà tại sao người ta nghe hoài? Quý vị nghe, mỗi buổi giảng đều có cái hay. Nhớ không? Nó tự nhiên ra luôn. Những đức chưa bao giờ nghĩ bên kia những đức qua đây phải giảng cái gì. Nếu mà nghĩ thì nói chi nữa bây giờ. Làm sao tự tại được quý vị. Nên những đức khuyên quý vị hãy tự quản cái tâm nháo nhào của mình như con khỉ đó. Hãy tự quản đi. Hãy tự bị khéo léo điều chỉnh nó lại. Mình quên mất tiêu mình. Học Phật, Phật nói rằng trước tinh tự rồi mới tinh tha, trước lợi mình mới lợi người. Bản thân mình không có cảm giác cái lợi
của mình khi học Phật thì làm sao khi người ta học Phật được. Đó. Ngồi mà suy nghĩ cho thật là kỹ. Đối với con cái nó lớn rồi, trách nhiệm chúng ta đã xong rồi, chúng ta không cần phải nói nhiều làm chi cho nó mệt. Chúng ta hãy làm cái chuyện của tuổi già mình đi. Có nhiều người già nước ngoài về gặp Nhân Đức nói: thầy ơi, con thấy ở nước ngoài á thầy, cuộc sống đầy đủ nhưng mà cuối cùng chết xong đem đi ướp lạnh, con sợ quá thầy ơi. Thầy bị coi, bây giờ mình già 70-80 tuổi rồi, có khi đêm nay hay ngày mai gì chúng ta sẽ ra đi, chúng ta còn nhiều chuyện phải giải quyết quá. Nào là bây giờ tu hành rồi đi kiếm người, đi kêu người đi tu. Tuổi già này không cần kêu, hãy tự làm trách nhiệm của mình, tu cho tốt an lạc đi, tự người ta sẽ thấy mình an lạc mà người ta đi tu à. Để cho tuổi trẻ đi đủ đi, tại tuổi trẻ nó khỏe, để chuyện nó cho nó làm. Quý vị biết rằng quý vị chỉ cần tuổi già thì tu cho thật là tốt, an lạc, khỏe đi, vui đi. Bạn bè già của mình nó hỏi mình, hỏi à, Mén ơi, lúc này mẹ của con đâu mà cô không thấy, lúc trước thấy bà hoài mà lúc này không thấy bà nghe. Lúc này mẹ con phải đi niệm Phật rồi. Bà khỏe không con? Khỏe lắm, bà vui lắm cô ơi cô. Lúc này mà cô mà thấy bà, cô kinh ngạc luôn, bà vui mà bà dễ tính, không có nói dòng do tam quát ai nữa chân á. Nó vậy hả? Mà bà tu đâu? Chùa Hộ Pháp á. Nghe không? Thì quý vị biết rằng là người ta đi tìm, lúc đó mình sẽ dễ dẫn dắt người ta hơn. Còn mình đi rủ người ta, lỡ có vấn đề gì mình phải chịu khó cực vô cùng. Còn ví dụ như trẻ trẻ gì là nó dễ, tại vì nó còn trẻ, con chim này nó còn bay được. Mình là con chim già rồi, mình bay không có nổi, mình bay tầm bậy. Có khi mình gặp bão tố cuồng phong, nó chỉ cần vũ một phát không biết mình rớt về đâu. Nó như bản thân Nhân Đức bây giờ nè, mà còn không đi đâu nè. Dạ. Thì thấy quanh năm dù tháng Nhân Đức có đi đâu đâu. Nó lớn tuổi chút nữa, chùa bên đây Nhân Đức còn không qua nữa, chứ đừng có nói chi mà nói mà đi đâu mất công đi. Cả bên đây Nhân Đức còn không qua luôn nữa đó. Khi Nhân Đức đã sắp xếp cho anh em mà được hết trơn, bên đây Nhân Đức còn không qua nữa, chứ đừng có nói mà mấy anh em mà nói đi đâu mất công. Thật sự luôn á, tại vì Nhân Đức thấy rằng khi buổi sáng mình tu xong hay nấu ăn xong, đi một vòng xung quanh chùa, ngồi ngay cái giường bông giấy nào hay đi một vòng chơi, cảm thấy ủa sao cuộc đời mình hạnh phúc. Trong khi người ta giờ này là người ta đang mua gánh bán bưng, lo bao nhiêu chuyện, chạy xe ngoài đường ồn náo, còn bước ra chợ thì kẻ mắng người chửi, kẻ la người gầy, nói chuyện tục tiểu tùm lum. Còn giờ này mình đang ngồi trong một hoàn cảnh bình yên như vậy, ăn chay, niệm Phật, đi vòng vòng vườn hoa, nghe chim hót, nhìn hoa nở. Cuộc đời này ai hạnh phúc bằng mình hả quý vị? Thật sự luôn á, quá hạnh phúc. Thấy không? Nó nên Nhân Đức nói mấy bà cụ già trong chùa mình, mấy bà là cha người ta. Mà mấy bà không biết hưởng phúc quý vị ơi. Ừ. Chứ đúng ra mà mấy bà mà nhìn ra là mấy bà hưởng phúc ngon lành luôn. Nó quá đặc biệt. Cứ ở yên vậy đó. Bây giờ mình nói thiệt chứ, viện dưỡng lão nước ngoài gì sao bằng viện dưỡng lão của chùa mình. Vì nó có mặt tâm linh để vào con người. Thì biết vì sao con người người ta khù quý vị? Con người người ta khù là vì người ta không có mặt tâm linh đặt vào đó. Con người mà có mặt tâm linh nó đặt vào con người, nó mới lanh, nó mới sát. Nó nên khổ đau nhiều phương diện đến với mình lắm, nhưng mà nó đến với mình có quyền cầm hay mình có quyền buông. Bây giờ chúng ta là người học Phật, chúng ta là người quyết định cho cái sự khổ đau hay vui sướng. Muốn khổ thì là khổ, muốn vui thì là vui. Nhưng mà chúng ta thường đặt vào cái chuyện nào là nặng nề về con, nặng nề vào gia đình, chúng ta van hãy nặng chỗ đó. Nếu ai cũng là người té xuống biển thì không ai là người kéo người ở dưới biển lên đâu. Chúng ta nhìn giống như vô tình, nhưng chúng ta bồi dưỡng cho mình đứng ở trên bờ biển cho thiệt là chắc chắn. Đó mới là người thật sự khôn ngoan. Bị nhớ rằng
trong cái cuộc đời này đừng bao giờ nói chúng ta bảo vệ gì một cái cương vị. Khó. Chúng ta hãy lấy cái cương vị mà xài trong cái lúc mà chúng ta đang có cương vị mới là người khôn. Còn đi bảo vệ cương vị là quý vị dại lắm. Vì không có một cái gì trong cuộc đời này mà quý vị dùng cái cách bảo vệ để giữ nó chứ. Chỉ có sử dụng nó cho mọi người thì mới giữ được nó. Nhớ kỹ đó. Nên những đứa chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có mấy ngôi chùa, chưa bao giờ nghĩ tôi có danh có lợi. Từ từ tôi muốn dẹp sạch những cái thứ tâm này, loại ra khỏi nó luôn. Tại vì sao? Vì tôi chỉ sử dụng nó, để mượn nó để mà sử dụng thôi. Nó có để tôi sử dụng thì tôi mượn nó để sử dụng. Còn nó không có thì tôi trở lại trạng thái tự nhiên của bản thân tôi. Rất là sung sướng. Đâu có gì đâu quý vị. Nên bây giờ những đức tu, những đức thấy rằng những đức đỡ tối đa cái tác dụng phụ vì tương lai và bản thân những đức bị sự cố. Đâu có gì đâu mà sự cố. Vì cuộc đời của người ai cũng sẽ chết mà sự cố gì bây giờ. Bây giờ chúng ta coi từng đời của các vị vua cuối cùng cũng đều chết hết. Vua có giữ cỡ nào, có nổi bật cỡ nào cũng chết hết. Có ai mà bảo vệ được cái danh cái lợi trong cuộc đời mình hoài đâu. Nên chúng ta chỉ là mượn danh lợi để sử dụng cho cuộc đời. Mượn danh lợi để sử dụng cho cuộc đời. Nên càng tu rồi bây giờ những đức nổ banh xác luôn, những đức cũng không sợ. Tại vì sao? Mượn danh lợi để sử dụng cho cuộc đời mà không nổ thì làm gì nữa bây giờ. Người ta là do gì sợ mắc danh mắc lợi nên người ta không dám nổ, vì sợ người ta biết. Tụi bị có cơ hội bị nổ banh xác đi cho lợi ích cho người ta đi. Còn khi đó không còn danh lợi nữa thì khỏi làm, khỏi cực. Khỏe quá. Đúng quý vị. Quý vị thấy mỗi ngày có nụ cười là hạnh phúc không? Bây giờ những đứa hỏi quý vị, mỗi ngày đi chăm thọ người ta có hạnh phúc không? Không có đâu quý vị à. Không có hạnh phúc đâu, nói thiệt quý vị luôn. Mỗi ngày bị dặn người ta hạnh phúc không? Dặn chồng hạnh phúc không? Dặn vợ hạnh phúc không? Dặn con hạnh phúc không? Dặn bồ lon hạnh phúc không? Hiểu không? Đã là dặn là không có hạnh phúc. Như chiếc xe mình đi bị hư, mình dặn bộ lon thì sao hạnh phúc? Hiểu không? Nên đã là dặn là không có hạnh phúc. Chỉ có quan hỷ mà hạnh phúc. Đúng quý vị? Hiểu không? Nên khổ đau trong cuộc đời này, mình muốn khổ hay muốn vui là do bản thân mình quyết định. Nhớ nè, người tử tù còn có ngày được tha ra ngoài, kẻ dính bám vào tình cảm thì khó có ngày thoát. Đúng không? Chúng ta đến đây tình cảm rất thật nhưng giả. Hãy nhớ kỹ điều này, tình cảm rất thật nhưng giả. Tôi đến với quý vị rất chân thật nhưng giả. Vì sao giả? Vì tôi sẽ chết. Hiểu chưa? Vì tôi sẽ chết. Nhà này có cho chúng ta ở nhưng giả. Vì nó sẽ hư 100%. Có lâu cỡ nào cũng hư. Quý vị biết rằng là từ cuộc đời chúng ta còn nhỏ tới bây giờ, cái hoàn cảnh nó thay đổi biết bao nhiêu lần mà nói chứ. Rồi quốc gia trên thế giới có những cái nơi dù có muốn bảo tồn nó nhưng nó còn tồn tại như ngày xưa không? Nó đều thay đổi hết. Nên từ nơi đó chúng ta rất thật lòng thương với nhau. Nhưng thương với nhau trong cái thời của cuộc đời mình cùng thờ, để mà rủ nhau để cùng đi đến một cái chỗ an vui. Chứ thật sự thì chúng ta tình thương thương ở đây là giả, không có thật. Thấy không? Mà nếu như mỗi ngày chúng ta sống bằng tình thương, bằng tình thương con người đến với con người, mà chúng ta biết đó là giả tạm nên chúng ta cầu giải thoát, thì nó quá hạnh phúc. Còn nếu như mà mỗi ngày chúng ta đi mang cái tình ghét, ghét hẳn để sống, thì bị nghĩ bị khổ cỡ nào trong cuộc đời này. Vì không có cái gì đặc biệt hết trơn cả. Quý vị coi nè,
sống khổ, sống lo, sống nặng nề để kiếm tiền. Chúng ta cũng kiếm tiền mà sống vui, sống cười để kiếm tiền. Chọn lối sống đi, chọn lối sống đi quý vị. Quý vị nhớ nè, càng học Phật càng hiểu kỹ điều này. Mỗi một con người chúng ta chắc chắn 100% không có cái nguyên lý rằng tự nhiên bị gạt. Nếu như chúng ta học Phật, chúng ta có cái tâm đặt rằng chúng ta sợ lo người này bị gạt, sợ lo người kia bị gạt, đó là con khỉ trong tâm mình nhảy đó. Con khỉ trong tâm mình nhảy vòng vòng đó. Vì trong nhà Phật nó không có nhân thì không có quả. Nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả. Nếu con người này không tạo cái nhân bị gạt người, thì làm gì người này bị gạt lại. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này nó như một màn lưới vậy đó. Nên nói là lưới trời lồng lộng, ti thưa mà khó lọt. Tại vì bạn là người bám vào lưới này, bạn là người đã dính vô mạng lưới này. Dù lưới có thưa thì bạn cũng không lọt. Nhưng người ta không dính trong lưới này thì dù lưới có dày người ta vẫn lọt ra. Quý thấy có những con người mà quý vị biết rằng là nguyên một chiếc xe từ ở trên đèo cao rớt xuống, mà trong chiếc xe 50 chỗ chết sạch có một người này sống. Vì sao? Vì số mệnh người ta ngày nay không chết. Người ta còn sống thì người ta phải sống. Còn có những người đi té cái rầm dắp té gãy cái gan chết. Ủa kỳ vậy? Gãy gan mà cũng chết. Tại vì sao? Tại vì lúc nó gãy gan thì nó giật mình, mà lúc đó thọ mạng đến. Vua Diêm Vương đã kêu quỷ sứ đến rồi, vừa té gãy gan giật mình, quỷ dương bay lỡ bóp hồng đem đi. Tại vì số mày chết đến rồi, không có nói rằng là mày có chúng chủ nghiệt hay gì. Mình cũng tìm không ra lý do tại sao thằng này chết. Bây giờ quỷ dương đến bóp hồng dẫn đi, thì bác sĩ nào tìm ra được cái dấu tích mà thằng này bị giết. Không biết tại sao mày chết luôn. Tại vì nó bị bắt hồn đi thì nó chết. Chứ làm sao mà biết. Ừ, thấy chưa? À, đó. Nên nó giống như cái ông này, ông làm quan. Cái câu chuyện làm quan mà có đóng phim đó. Cái ông này ông làm quan mà cái lúc mà người ta mà bị đói vì triều đình ban xuống cho một số lượng vàng rất là nhiều. Câu chuyện đấy vị phim nó có đó. Không, những đức phải công nhận rằng là Trung Quốc nó trọng lịch sử. Nó giàu ngay chỗ lịch sử của nó lấy ra lợi đó. Nội mà phim kháng Nhật của Trung Quốc nó đóng á, quý vị không tưởng tượng được luôn. Quý vị biết cái nền điện ảnh của nó không mà nó làm giàu biết bao nhiêu mà nói chưa. Dân giàu nước mạnh. Nó trọng lịch sử. Nó ghi lịch sử lên hết rồi sau nó đóng phim. Nên tất cả thế giới đều phải coi phim đó. Chúng ta đa phần coi phim đó, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái trọng lịch sử nó có góc độ nó không đơn giản chút nào, hiểu không? Thì quý vị biết rằng là khi cái ông quan này, ông làm quan, mà khi mà triều đình mà đưa vàng xuống đi cứu cho người dân bị nạn đói, vậy mà ông kết hợp với 3-4 người lấy lượng vàng quá nhiều, chia ra lượng vàng rất ít. Thí dụ như cho người 20 kg gạo, cho người 3 kg, 3 kg ăn được cái gì? Cuối cùng người dân chết quá trời nhiều luôn, chết nhiều dữ lắm. Ông lấy cái lượng vàng đó thì hai người bạn của ông thì hai người nằm một chỗ ghen không, muốn sống được muốn chết không yên. Còn ông thì ông rất giàu, nhưng sau này ông biết cái việc làm ông đó là quá tội lỗi. Thì vì biết rằng trong nhà Phật á, thì tạo phước có phước nhưng tạo tội có tội. Nó không có cái chuyện mà tạo tội rồi bây giờ tạo phước quá giải là trừ, không có trừ cắn. Là tội là tội, phước là phước. Nhưng nếu phước lớn quá mà tội chưa đến mà tạo phước nữa thì phước nó tăng lên, nhưng tội nó lùi lại. Tội nó lùi lại cho nó không có mắt. Nhưng khi phước xài hết thì tội ra. Cái nguyên lý của trong nhà Phật nó như vậy. Nó không có phải như cái chuyện mà bị cộng trừ nhân chia của thế gian. Không phải nói là bây giờ ngày xưa bị chặt đầu người ta, bây giờ quý vị làm phước lại thì quý vị khỏi bị chặt đầu, không có. Nhưng mà do cái phúc quý vị nó còn, quý vị tạo phúc nữa thì phúc nó tăng lên. Nhưng mà khi quý vị xài hết phúc trong lục đạo thì cái tội chặt đầu quý vị phải chịu cái cảnh là mang trong cái đời kiếp nào bị chặt đầu. Nhân quả trong nhà Phật nó rất rõ ràng. Nó mới nói là không mê trong nhân quả. Ông sau này ông biết cái việc làm ông là sai ác quá, thì ông mới làm đường, làm cầu.
ông làm rất nhiều việc thiện. Gia đình ông đều công nhận chòm sớm. Những cái người ngày xưa không biết nữa, nhưng người sau này ai cũng cho ông là đại thiện nhân. Nhưng ai có biết được ông ngày xưa, ông đã làm một cái điều quá tội lỗi. Không biết bao nhiêu con người chết vì cái của cải của ông mà lấy cắt, làm không đúng. Thì vì biết rằng là ông sanh ra một thằng con trai, con trai ông phá gia chi tử, nó phá hoại, nó quậy kinh khủng luôn. Rồi ông đang ngủ trong nhà cùng với vợ bình thường, ngủ nửa đêm tự máu ọc ra. Nhưng mà lúc ông đang ngủ là ông nằm mơ một cái ác mộng. Cái ác mộng là dây rồi tối bị nó kéo sột sạc, quỷ sứ ta kéo đến, ta đi đến ngay chỗ ông và siết dây rồi tối vô họng ông, siết lại máu ọc ra kéo đi. Ông chết. Khi ông chết đi, thiệt tình bà vợ của ông, trong lòng của bà rất là tức tối. Tại vì sao? Ông là một người thiện mà tại sao ông chết như vậy? Rồi bắt đầu là người ta ngày xưa có cái thuật mà gọi là cầu hồn, quý vị. Cái đó là Hòa Thượng Tịnh Không này nói. Người ta có thể cầu hồn, người ta có thể mà làm cái thuật đó đó nghe quý vị, người ta có thể biết rất nhiều đời luôn quý vị. Thì bắt đầu là khi mà sau này thằng con trai cũng chết luôn. Thằng con trai cũng chết luôn. Thì khi mà cầu hồn thì cầu thằng con trai lên được, nhưng mà cầu cha nó không được. Thì khi cầu thằng con trai lên, con trai nói cha tạo tội nặng dữ lắm, ở dưới đó không gia đình không ai tin. Thì thằng con trai này mới nói lên rằng là cha ngày xưa làm như vậy tội lỗi, làm quan mà tham ô lấy của công tội như vậy. Gia đình đều không tin. Bà vợ đi tìm hiểu, hai người bạn đang nằm hấp hối gần chết, đi tìm mấy ông đó hỏi ra, nói đúng, ngày xưa làm quan ổng làm lớn hơn nên chia chác ra với nhau. Bây giờ chúng tôi thấy đúng là rõ ràng, có tiền không xài được, bây giờ nằm đó hấp hối đau đớn vô cùng, muốn chết mà chết không được nè. Tìm hai người đều nói y rang như vậy chứ, còn ổng thì chết bất đắc kỳ tử như vậy. Lúc đó bà mới hoàn toàn tin, đem tất cả của cải đồ này kia đi làm từ thiện hết, để mong làm sao cho ông được siêu thoát. Quý vị biết rằng cái tội lỗi mà đã tạo ra nó không có mắt đâu quý vị à. Đến lúc nó đủ duyên là tự nhiên nó sẽ hiện hữu. Nên chúng ta đã hiểu về định luật nhân quả rồi. Xin thưa quý vị, gia đình tạo phước thì phước báo có thừa, gia đình tạo tội thì tội lỗi có thừa. Nếu như quý vị mà mỗi ngày sống trong cái thời cuộc này, mà mỗi ngày có thể dưỡng được cái tâm, đừng có lao theo công việc nhiều quá, dưỡng được cái tâm, bình an cái tâm, rồi sống biết đủ, nhưng lạ thay khi phước nó dày thì tự nhiên cuộc sống nó lại thịnh vượng. Cuộc sống này thịnh vượng á, đừng nói chuyện dở, nghe không? Nên á, những đức nói rằng chúng ta nghe quý vị, dạy con cháu của mình vì nhân quả, sau này nó như nhóc nhen ngồi vậy đó, biết đâu sau này nó làm quan thì sao. Nếu như mà nó không hiểu về nhân quả, thí dụ như nó làm về cái chuyện đường xá cho người ta đi thì sao, làm cầu cho người ta đi thì sao, nó không hiểu gì nhân quả, biết đâu nó lại cắt bớt đi cái đồ đạc trong cái phương tiện đó. Cái đường người ta đang đi nó sụp xuống một cái rồi sao, cái cầu người ta đi nó sập xuống rồi sao. Một đồng tiền cho vợ cho con mình mà hại bao nhiêu con người phải chết vì cái công trình đó. Dù cho là khi mình già nó mới tới, nhưng quý vị sẽ thấy khi chết rồi thì cái cảnh đọa lạc của mình không tưởng tượng được. Nên con người khi sống trong cái cuộc đời này hiểu được nhân quả, nên những đức nói Phật pháp đồng hành với đất nước là vì sao? Vì nếu như có giảng thiết về nhân quả thì con người không đến nỗi tệ, không dám cái làm điều mà tổn hại đến công chúng. Bản thân của mình có khi một hai cái tội bản thân, nhưng cái việc mà tổn hại công chúng không dám làm. Người xưa người ta chưa tu giải thoát gì nghe quý vị. Nhưng nếu một con người đang đương thời mà làm việc lợi ích cho nhiều người, người ta sẽ không dám đụng người này. Riêng người ta rất khôn, người ta không đụng người này. Mà đây là tội giết cha giết mẹ, người ta không lỡ giết. Người ta chờ chừng nào không có người này nghỉ làm, người ta mới lỡ báo thù. Tại vì sao? Người ta nói đương thời mà đi giết đi hại thì phải kết quán với rất nhiều người hưởng lợi ích của ông này. Người ta rất là khôn quý vị à. Đó là chưa nói tới chuyện tu giải thoát đó, mà ta đã khôn như vậy rồi đó. Chính bản thân nhà Đức thấy rõ ràng luôn này quý vị. Ngày xưa nhà Đức ở trên Đà Lạt thấy rất rõ ràng một câu chuyện này luôn nè.
Chính những đức là người gặp chuyện này và đi đến giải quyết những việc này và rõ ràng thấy con người này, và sau này người này chết đi. Vị này là một người tu hành. Ngôi chùa ngày xưa quý vị biết rằng, thật sự mình ở trong đó mình thấy nó có một cái tấm lòng mà thương con người ta quý vị à. Mình ở trong đó mình không biết nữa thôi á, bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu có người khổ đau, bao nhiêu loại ung thư, bao nhiêu người không có tiền bạc đi đến chùa, nhà chùa đều lo hết trơn. Thật sự cái chuyện đó là mình làm trong đó mình biết mà. Còn ung thư quý vị nằm trong cái phòng mộ niệm 20 mấy người, ai đâu mà dung chứa như vậy không? Mà lo lắng ba, sắp xếp cho ban bệ tuổi trẻ, lo lắng chăm sóc từng chút luôn. Nhất là chú Nguyễn Văn Công, ai mà dám nhận chú Nguyễn Văn Công? Như vậy mà nhà chùa dám nhận chú Nguyễn Văn Công. Và nhà của chú là làm nghề giết loài động vật. Sau này chú có nói một câu, khi còn thời gian ngắn chú chết, tôi khuyên tất cả mọi người đừng làm nghề sát sanh như gia đình tôi. Cuối cùng gia đình tôi bệnh đau chết từng người, của cải mất sạch. Tới tôi bệnh đau, nếu không nhờ nhà chùa lo thì bây giờ gia đình tôi làm sao lo được khi tôi chết đi. Nên bây giờ tôi gần chết, tôi nói những lời nói này, khuyên mọi người đừng làm nghề sát sanh như gia đình tôi. Nhưng quý vị biết rằng, dù biết rằng con người có thịnh thì có si, nhưng đừng bao giờ đặt đôi tay mình vào để hạ bệ người ta cho họ si. Vì họ đang làm cái gì mình phải để ý. Có một người tu hành này, tu hành đó, nhưng đặt vào cái tâm vào để xử lý cái ông này, chỉ vì cái danh cái lợi ghét thôi, xử lý. Nhưng không biết trong đó bao nhiêu con người đang sống trong đó, hưởng từ cái ăn huệ của ông này. Sau này bị đó, đi qua bên nước ngoài chết tới bệnh, ốp xác đem về. Không đơn giản đâu quý vị à. Nó, dù tu nhiều chục năm đó, quý vị đụng tới cái nhân quả đấy rồi quý vị biết. Nên mình muốn xử lý một người nào, hãy nhìn người đó, đừng bao giờ chỉ ghét người đó qua gương mặt của họ, mà hãy xem lương tâm của họ, họ đang làm cái gì trong cuộc đời này á, mới là quan trọng. Vì nhìn cái mặt nhân đức á, so sánh với thầy Pháp Hòa, những đức là cái gì? Những đức không là cái gì cả, nhưng cái hành động làm của những đức, vì hãy đặt lên bàn căn đi. Anh nói tới nó, khoan, anh nói tới cái mặt này mà quý vị coi chùa những đức nuôi bao nhiêu người già, lo bao nhiêu con người, lập bao nhiêu cái chương trình tổ chức tu, làm tượng Phật tặng cho quý vị, khuyên quý vị ở nhà tu trong mùa dịch, khuyên quý vị ở nhà như thế nào. Dù những đức không nói ngọt ngào gì, những đức bây giờ quý vị nói những đức ham tiền đi, những đức mở miệng ra là tiền tiền đi, những đức biết những đức cầm tiền đang làm cái gì cho người ta. Còn bây giờ quý vị không làm một cái gì hết trơn, bây giờ quý vị khỏi cần nói, thì quý vị có được cái danh, không cần nói gì cả, quý vị được có được cái danh. Còn những đức làm bao nhiêu chuyện, những đức chấp nhận mình là một vị tăng mở miệng là tiền tiền, tôi chấp nhận, quý vị muốn nói như thế nào cũng được, nhưng tôi lại nuôi 2000 con người đó, đúng không? Đó. Nên Phật Pháp hãy nhìn sâu sắc một chút, hãy nhìn cực kỳ sâu sắc đi, rồi quý vị sẽ thấy được nó hay, nó dở như thế nào trong đó. Trong cái hay không khéo nó có cái dở. Vì cái hay là cả đời của mình, dù là không đụng với ai, mình cũng không làm được gì nữa. Tại vì sao? Mình bảo vệ cái danh của mình thôi, để khỏi cần đụng với ai. Còn trong cuộc đời này làm việc cho chúng sanh mà nói là không đụng, làm được thì nó cũng ghét, mà không làm được thì nó cũng cười. Đòi hỏi là quý vị có làm được hay không, đúng không? Cái quan trọng là quý vị có làm được hay không, thấy không? Đó. Nên một con người làm việc cho công chúng, nếu như cái gì cũng sợ, không làm được. Tại vì mình sợ cái danh của mình bị người ta nói này nói kia, phải tìm mọi cách để bảo vệ. Những đức khỏi cần bảo vệ luôn, cái việc làm những đức tự mọi người ai cũng nhìn thấy. Đó, đó. Nên những đức nói rằng là ai muốn tìm hiểu gì cứ thoải mái về chùa mình tìm hiểu, đi hỏi hết tất cả các cụ già trong chùa mình luôn, đi hỏi tất cả những con người sống với những đức trong đây nè, đi hỏi họ đi. Nên những đức nói rằng cuộc đời những đức sau này mà anh em bên cạnh những đức, mà ông nào mà nổi tiếng mà ổng mà nói tới những đức thì ông này hết xài. Tại vì trong cuộc đời những đức chưa bao giờ ích kỷ với một anh em nào. Những đức rất là rộng rãi, vì chỉ có họ bỏ những đức, những đức chưa bao giờ bỏ họ. Đây là xác thực 100% luôn á. Họ bỏ những đức đó, khi họ bỏ họ đi rồi, những đức còn đưa họ một số tiền cặp theo nữa đó.
chưa có ai mà chơi vậy đâu quý vị à. Nó thiệt quý vị biết á, bản thân nhà Đức khi đi có gì đâu, đây là 100% luôn á. Nếu nhà Đức không đứng lên có nhà Đức ngày hôm nay đâu, để cho quý vị kể lệ. Có gì đâu cho quý vị kể lệ. Phải chi bây giờ tôi ra đời rồi thì cũng là chôn vùi cái tên tuổi tôi, có gì nữa đâu, ai nhắc tới tôi nữa. Nhưng hôm nay thì có được tiếng tâm thì bắt đầu kể lễ này kể lễ kia. Chứ ngày xưa của 10 năm về trước tôi sắp sửa tiêu rồi đó. Đa vàng ai cũng nói tôi tiêu rồi đó. Sống sao nổi, không có tiền bạc gì hết chứ 200 con người sao sống đây. Nó còn nhiều cái ở trong đó vì chưa thấy đâu, nó kinh khủng lắm. Vậy mà lay lắc tới ngày hôm nay, tới ngày hôm nay thì nói này nói kia ẹ. Thật sự mà nói quá ẹ luôn. Nó chơi vậy biết. Nói mà gọi là tới tay tôi thì giống như là người ta cũng là không muốn, giống như người ta nè, qua tay người ta hết trơn mà không được cái gì tới tôi. Giống như mình nói ví dụ một cái câu dễ hiểu chơi, một cô gái, cô này cũng qua tay bao nhiêu người đàn ông, ai cũng ẹ cổ chứ, mà đưa cho tôi, vậy đưa cho tôi mà tôi tút lại ngon lành, đưa tôi dùng cách nào không biết mà tôi tút cô gái này lại quá ngon lành. Rồi cuối cùng thì 5-6 thằng bỏ qua kia, bây giờ chạy lại giành. Thì nghĩ thì sao quý vị? Đa phần là tới tay tôi là nó đi đến cái lúc mà giống như là giống như không ai làm được rồi. Tới tôi, tới tôi thì tôi tạo ra lại, tôi tút lại ngon lành thì đi đến tìm hiểu, tìm kiếm. Đúng là đáng thương thiệt. Quý vị hãy ngồi suy nghĩ những câu này, suy nghĩ cho thật là kỹ. Nó rõ ràng chưa bao giờ mà cái gì mà đưa cho tôi mà kèo thơm đâu. Tôi thấy là thật sự mà nói nó cũng te tôi tả tơ chứ mới tới tay tôi không, đâu có đơn giản đâu. Các vị coi bây giờ bao nhiêu người biết tới nội mà lại 3000 lại, vì thấy như Đức lại chưa? Nó ông nào đứng lên lại đi, 500 lại còn chưa lại nổi. Phải làm cái gì đó công chúng người ta mới biết mình chứ. Bây giờ nuôi gần 2000 con người, người ta không biết lấy gì nuôi. Nó mở miệng ra tiền nhưng không có tiền lấy gì sống. 2000 con người ở đây sống bằng cái gì? Nó rồi bây giờ Phật tử đi về đây mà không có tiền mua đồ ăn cho quý vị về đây tu nổi không? Không lẽ bây giờ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật như Đức nói quý vị đi lại đây tu, mỗi người cầm thêm hộp cơm thì còn cảm giác gì đi đến chùa nữa quý vị? Đúng không? Nó quý vị biết rằng người ta không có chịu mở cái con mắt người ta ra người ta nhìn. Mà mở mắt nhìn cũng không thấy nữa, phải nói là mở trí tuệ. Mắt mở không thấy. Đó, nên phải nhận thức cho sâu sắc. Có một anh này, anh có trí thức lắm. Anh dạy bên thanh nhạc, dạy cho nhiều ca sĩ nổi tiếng. Cũng có cha mẹ ở trong chùa. Khi gặp Như Đức nói chuyện, Như Đức nói: anh dạy bên thanh nhạc mà sao anh không nghe được âm thanh vậy chứ? Hỏi gì sao thầy nói gì? Nói âm thanh là âm thanh của cuộc đời, thấy không? Dù là anh đang đương thời nhưng những Đức thấy anh nó bơ khờ quá. Nó, dù là có trí thức nhưng mà anh lại không có khéo gì cái nhân cách sống với con người. Con người chúng ta sống trong cuộc đời này có học vị gì đi chăng nữa cũng phải áp dụng vô con người. Anh đâu có thể nào lấy cái học vị của anh mà đi khè người khác. Anh phải đem cái học vị của anh có được và phải áp dụng làm sao mọi người người ta chấp nhận anh thì anh mới thật sự nghe âm thanh của cái lương tâm anh. Đấy chưa? Mỗi ngày mà cha mẹ trong chùa mà lù khù đi đến không biết hỏi han, đi đâu cũng lù khù cầm chiếc điện thoại, đưa nguyên chiếc thoại vô cái mặt nhìn. Anh không nhìn được ai hết hả? Không lẽ anh nhìn qua con người qua một màn kính hả? Anh hãy buông màn kính xuống đi. Anh hãy nhìn đối diện sự thật của một con người với con người. Cái xã hội phát triển, con người nhìn qua loài người chỉ nhìn qua chiếc điện thoại. Tôi đâu có xài điện thoại đâu. Tôi nhìn con người, tôi nhìn thẳng trước mặt nè. Tôi cũng không có mang kiến vì tôi chưa đến nỗi bị cận thị.
Nên tôi xác thực thật vô cùng trong cái cuộc đời. Nhìn chúng ta nhìn nhau rõ ràng xác thực, nhìn thẳng đáy lòng. Không lẽ giờ những Đức nói nhìn thấy quý vị tim gan phèo phổi cái gì trời. Nên bây giờ quý vị coi, con người người ta nghĩ rằng bây giờ cái sự phát triển đó, nhìn vô chiếc điện thoại, nhìn tổng thể của toàn thế giới. Quý vị nhìn tổng thể của toàn thế giới, nhưng nó chỉ là một khía cạnh của một số việc của thế giới. Quý vị làm sao xác thực được giữa con người với con người đang sống? Và cha mẹ của mình cực khổ tạo cho mình ra cái bằng cấp này. Dù bản thân mình đi học nhưng cũng phải là từ đồng tiền đó mình mới có cái bằng của mình. Nhưng mà mình không chịu nhìn ra cái xác thực của công ơn cha mẹ. Mình chỉ nhìn được bản thân của mình có được cái bằng cấp. Vậy thì vị không khác nào đem sở học để khè người khác, chứ làm ra được cái gì. Nên sống làm sao á, càng học cao hiểu rộng thì càng gần gũi với con người. Tại vì con người mới giúp mình thành công. Đối với con người mà ta còn không chấp nhận mình thì đừng nói chi là giải ái. Cái này quan trọng lắm đó quý vị à. Nghe không? Hình ảnh này quý vị cũng chưa có thể nào quyết định cho nó được nữa. Tại vì nó chỉ là quay phim, quay những Đức và quay công chúng đang vui. Những cái gì không được thì cắt. Ít có ai mà đi quay mà cái kiểu mà cho chùa mình hay cho nhà mình hay cho gia đình mình, cái gì chương trình của mình mà quay mà đem mấy cái xấu đưa ra. Quý vị hãy đi tìm hiểu, đi đến đây tìm hiểu hoàn toàn, nhưng quý vị cũng đừng bao giờ đòi hỏi nó tròn vẹn. Chúng ta đặt vào vấn đề làm sao nó chỉ đi được khoảng cỡ 70% trong cuộc đời, 80% là được rồi. Chứ đừng bao giờ đòi hỏi 100% quý vị à. Có bà cụ này bữa đấy mới gặp nhà Đức, hỏi thầy ơi thầy, con nghe nói chùa này á nhận người vô phải đóng tiền, con không có tiền sao con được ở thầy? Nhưng Đức nói vậy bà về bán nhà đi. Nhưng Đức hỏi bà, tại sao bà biết chùa này nhận người là phải nhận tiền? Tại sao bà cả cuộc đời của bà phí thời gian của bà, tới tuổi già này bà mới tìm đến đây bà ở? Vậy tại sao bà không dành một tháng chờ để bà ở đây đi? Bà đi hỏi như Đức làm gì? Nó. Bây giờ cái câu này người ta nghe, người ta sẽ không lấy cái câu sau này đâu, mà nó lấy cái câu bán nhà. Con người ta là như vậy mà nó thích như vậy đó. Thì coi, ta nói câu bán nhà, ta giải thích cái câu rõ ràng cho họ nghe. Cả đời mấy chục năm dành cho gia đình, tới tuổi già không nương được gia đình, chúng ta tại sao không bỏ ra một tháng chờ đi tìm hiểu cái ngôi chùa nơi ở của mình? Có nhiều người viết lá thơ, nhiều đứa nó khỏi đọc luôn, viết một lá thơ đi xin đến ở. Quý vị coi, quý vị đem cuộc đời quý vị giao cho người ta một lá thơ, tại sao quý vị không đi đến đây để tìm hiểu coi ra bản thân mình có ở được nơi này hay không, và đi hỏi kỹ thầy chỉ cho mình. Lấy đời người để làm một lá thơ đúng là tội nghiệp thiệt, đáng thương thiệt. Nên chúng ta mỗi một con người học Phật, nếu quý vị nhận thức được những điều này thì những điều như Đức chia sẻ Phật pháp á, những câu gì Đức nói nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đó đâu. Tuy nó không có trao chuốt, khi nói chuyện thì cái mặt nhăn nhăn đâu thì nó hiện theo cái cảnh, nói mạnh mà kêu mặt không nhăn. Bây giờ quý vị coi, nói nhẹ ngồi ngủ hết trơn thì sao? Nói thẳng, nói mạnh mà kêu mặt không nhăn. Giống như bây giờ tướng quân giết, có ai mà nói gì? Có ai làm tướng đi đánh giặc mà vậy không? Nên mình phải coi hoàn cảnh người ta giảng pháp làm sao. Chứ đừng có nói là đặt mình thầy tại sao không phải giảng giống người đó. Tôi có cái mô hình của tôi được không? Có cái ông đó là ông nói tại thầy chỉ cần giảng dịu xuống một chút thôi, thầy giảng giống cái thầy đó một chút thôi thì thầy đặc biệt chứ lắm. Những Đức nói tôi có cái Muri của tôi. Hiểu chưa? Không thể nào chúng ta lại đem cái Muri của mình để đưa vào cái Muri của người khác đi. Hiểu không quý vị? Có một anh em huynh đệ bên cạnh như Đức không nói một câu,
tôi giảng pháp tôi thích học cái người đó. Những đức nói hãy nhìn cái muji của mình đi rồi biết. Quý vị biết rằng là mỗi một con người chúng ta đều có được cái khả năng để phát huy. Dù là quý vị rất dở, rất lùn, rất xấu, rất hôn, nhưng quý vị hãy phát huy trong cái tiêu tích cực đó, cái tiêu cực đó quý vị, để thành ra tích cực. Trong cái hình tướng không đẹp nhưng quý vị lại phát duyên ra được. Tại vì trong cuộc đời này rất nhiều người không đẹp, thì quý vị từ cái không đẹp quý vị phát huy lên để cho bao nhiêu con người không đẹp họ đứng lên. Được chưa? Đó, xã hội này hư nhiều, xấu nhiều, nghèo nhiều, thất bại nhiều, học ít nhiều. Quý vị trong cái trạng thái đó, quý vị hãy phát huy trong trạng thái đó lên, để cho tất cả những con người đó có cơ hội để đứng lên. Đó. Còn cái người đó, người ta làm được cái chuyện đó như vậy thì người ta đang độ một số người đó. Còn bản thân mình trong cái vai trò này độ một số người này như chàng nít, nó cụt tay cụt chân. Cái vị kêu nó học một cái người như có tay có chân sao được. Khả năng của chúng ta là chỉ khả năng như vậy thì chúng ta sẽ độ một số con người như vậy. Còn hơn là chúng ta không làm được gì, đừng nên nhìn người khác để làm giống hệt người khác mà chúng ta không biết mình là ai. Đây là những điều chia sẻ mà quý vị mỗi người đều làm được. Như những đứa đó từng nói câu nói rằng bà lùng xỉn, nhìn bà như bánh ú vậy đó. Bây giờ tôi hỏi bà này, một bộ đồ có bánh ú bạn, một bộ đồ có bánh tét bạn, bánh tét thì dài. Bây giờ kêu quý vị đem bộ đồ có bánh tét để đắp vô bánh ú coi được không? Đồ có bánh ú thì cho bánh ú bạn, đồ có bánh tét thì cho bánh tét bạn, đồ có hoa hậu bạn. Ta đâu phải hoa hậu đâu mà bạn đồ có hoa hậu. Thấy không? Nhưng mà bánh tét bánh ú gì, có khi người ta ăn bánh ú xong ăn bánh tét, ăn bánh tét xong ăn bánh ú. Nên chúng ta chỉ cần có bánh thì người sẽ có người ăn à. Sợ bị không có bánh thôi. Hiểu không? Nếu học Phật mà hiểu được nguyên lý này thì thôi quý vị là số 1 rồi. Chắc chắn quý vị là số 1 luôn á. Quý vị sẽ không bao giờ thua ai cả, mà quý vị cũng không bao giờ nói cái tiếng hơn ai luôn. Tại vì sao? Vì con người đến với quý vị, đến thì chớ, không đến thì thôi. Có gì đâu. Hả? Ví dụ như bây giờ anh yêu tôi, nếu tôi yêu anh thì tôi yêu lại. Còn tôi không yêu anh thì thôi, thì anh đi chỗ khác chớ. Tại vì sao? Vì chúng ta có quyền yêu hay có quyền không yêu. Anh không thể nào bắt buộc tôi phải yêu anh. Anh có quyền đi theo đuổi tôi và tôi có quyền yêu anh hay không yêu anh. Anh cứ theo đuổi tôi đi. Lúc nào mà tôi cảm động thì tôi yêu. Còn nếu tôi không cảm động thì anh đừng trách tôi. Mà tôi cũng không bao giờ mở ra cho anh một con đường rằng tôi sẽ cho anh cơ hội. Và tôi nói rằng tôi không thể nào yêu anh. Nhưng nếu anh thích đeo đuổi thì anh cứ đeo đuổi. Tại vì sao? Nếu một ngày nào mình bất chợt mình yêu thì lúc đó thì duyên đến. Còn nếu mình không yêu, người ta không trách được mình. Đúng không? Giống như Đức tặng khăn cho quý vị. Như Đức tặng khăn cho quý vị là tấm lòng nhận Đức tặng khăn cho quý vị. Những đứa cũng thích tu duyên tu phước. Nhưng bây giờ cái nơi bán khăn nó không đem khăn lại. Rồi khăn đâu nhà Đức tặng cho quý vị? Vị coi á. Hiểu không? Nên những đứa hôm qua giảng bài pháp ngắn đó nêu lên rõ ràng là vì sao? Tôi nói tôi tặng khăn cho quý vị, nhưng nếu khi mà không có khăn, tôi không có đợi đến lúc cuối cùng tôi nói, mà tôi nói trước thời gian. Giống như người ta yêu mình, mình không cấm người ta đi theo đuổi mình, nhưng mình nói rõ ràng là tôi có thể không yêu anh. Rất rõ ràng đúng quý vị. Bây giờ ai chấp được? Những đứa đã nói trước 2 ngày là tuần này không có khăn. Còn nếu như mà mình đã nói với hổm rồi mà mình không nói lại, người ta sẽ kéo ào ào về, người ta nói rằng là phải có khăn. Cuối cùng bữa đó mình nói không có khăn, ta buồn thì sao? Nên có bài giảng pháp ngắn nhà Đức làm trước hai bữa, cái bữa thứ 6 như Đức giảng cái như đưa lên mạng liền là tuần này không có khăn. Nó chỉ có 1.000 cái khăn mà bữa đó mà nó đem lại trước. Con nhỏ bán khăn này nó đem lại 1.000 cái. Xong rồi
Nó nói là chắc chắn với thầy luôn là 2 ngày nữa có. Có rồi mà trên nhà con chưa gửi xuống được. Nó nói vậy đó. Cuối cùng nó nói bên kia chưa gửi gì. Nó cũng sợ mình thôi chứ không có gì chứ nghe. Chứ ai buôn bán mà không muốn bán. Mà thật sự không có bán lấy đâu bán. Nó, nên không lẽ tự nhiên những đức ba chợ gì tự nhiên nghe. Nói cho khăn người ta làm chi để cuối cùng không có cho. Đúng không? Chùa mình gì không cần nói gì, chủ nhật cũng đến ào ào. Thì bây giờ cần nói gì làm chi thì không có thì nói là không có. Nên mình phải nhận thức sâu sắc. Một con người họ làm việc lớn từ khi họ hết phước thôi, họ mới tối tâm thôi, chứ thật sự họ cũng khôn. Nhưng một cái ngôi chùa mà cộng tóc quay quay quay, những đứa đó thiệt quý vị, trong nội tình trong đó chúng ta không hiểu đâu. Những đứa từ xa những đứa cũng suy nghĩ được. Vì cái ngôi chùa đó mỗi lần tổ chức đông dữ lắm, rất là đông. Họ không có cần làm cái cách gì để đông nữa đâu. Vì trước thời gian đó họ đã quá nổi tiếng rồi. Nên họ không dạy gì họ lại làm điều đó, để cho bản thân họ bị như vậy đó quý vị. Nhưng vì cái pháp tu thì mỗi người khác nhau, nên họ thấy cái điều đó cũng là cái điều vi diệu mà họ muốn đưa Phật Pháp, đưa Phật Bồ Tát lên. Nhưng mà cuối cùng thì họ gặp nạn thì phải chịu thôi. Hiểu chưa? Hãy dùng não suy nghĩ một chút đi. Chúng ta còn bộ não chứ đâu phải là não tàn đâu. Hiểu không? Suy nghĩ cho kỹ biết liền gì đâu. Tại vì sao? Họ cũng là gặp nạn thôi quý vị à. Cái này quý vị hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ, chứ đừng có bao giờ mà chúng ta thấy người ta cái gì cái mỗi người chúng ta phun thêm giọt nước miếng. Giống như câu chuyện của ngày vua Lương Võ Đế hỏi ngày Chí Công Hòa Thượng, tại sao mà thấy bán dưa kia mà có cái người lỡ mua dưa mà cái thằng này nó chửi quá trời, nó không bán mà nó chửi. Còn cái thằng kia lỡ mua dưa, thằng này nó cho dưa ăn là sao? Thì ngày Chí Công Hòa Thượng, ngày là bậc cao tăng đắc đạo, Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện, thì vị biết rằng là thờ lão Hòa Thượng Chí Công còn tại thế nghe. Một cái pháp đàn nào mà ngài đã lập nên cúng tam thời hệ niệm, cúng đích thực là tức khắc có siêu độ cho người được sanh cõi chờ. Thì khả năng của Bồ Tát mà đâu có đơn giản quý vị. Thì quý vị biết rằng là ngài nói rằng cái người mà đi lỡ mua dưa đầu tiên đó, cái người đó đó là trong cái đời kiếp cái ông bán dưa này ông bị tội sự giảm. Nhưng mà nó lỡ nó không nói một lời thương yêu, mà nó nói mày đáng đời, chỉ đúng một câu vậy thôi mà chạy vô lượng kiếp. Bây giờ gặp tao rồi nó căm hận, nó muốn giết ông này, nó quýt ông này. Còn cái thằng mà lỡ mua dưa mà thằng này cho dưa cho ăn luôn, là cái thằng này nó lỡ nó nói một câu nói tội nghiệp quá, đúng một câu vậy thôi. Nên quý vị đừng có bao giờ thấy một cái chuyện gì của người ta mà bị đi phun miếng nước miếng vô mặt người ta thêm cái nữa. Đừng có chơi vậy. Người ta đã té rồi, chúng ta là người quân tử, đừng nên đạp người ta thêm đạp nữa. Làm gì? Hiểu không? Cuộc đời con người mình bữa nay người ta dĩ biết đâu mai mốt tới mình sao. Ngày xưa con người như thế cũng nói thẳng lắm, sau này càng học Phật mình nói cái thẳng mình không đúng. Vì bản thân mình một ngày nào người ta cũng thẳng với mình, vậy mình sống sao đây? Cuộc đời con người ai biết được ngày mai mình như thế nào. Nên từ nơi đó mình là người học Phật đừng như vậy. Những đức mong rằng những Phật tử mà những đức khuyên hướng dẫn quý vị, vì không phải là những loại người như vậy. Đừng bao giờ thấy người ta cháy nhà mình còn đổ vô miếng xăng. Đừng có chơi như vậy. Biết đâu một ngày nào mình cháy nhà sao? Có những người nói câu giống như là nghĩa khí lắm vậy. Tao làm tội tao chịu, mày sẽ thê thảm vô cùng. Đừng nên nói câu đó con. Thật sự mà nói đến khi quả báo nó đến người ghê lắm. Có một người giết mình chút còn đỡ hơn là hoàn toàn ai cũng đạp mình, vì cái nhân mình đã đạp nhiều người ta quá. Con người sống phải có một cái nhân cách làm người một chút xíu. Đến khi người ta lỡ tạo tội sai lầm, dù đem có pháp trường xử chảm, thì bản thân chúng ta cũng nghĩ một điều: Nam Mô A Di Đà Phật, mong cho họ được siêu thoát. Dù họ có tạo tội nghiệp gì thì bây giờ họ cũng lãnh chịu như vậy rồi. Nếu ai đặt vai trò là vợ con của họ có đau lòng hay không? Cha mình, mẹ mình, người thân mình không đau lòng sao?
chúng ta không phải là cha mẹ người thân của họ, mình không biết. Cha mẹ người thân họ rất đau lòng, nhưng chúng ta cũng là một con người, vì lầm lạc sai quấy người ta phải chịu cái tội hình như vậy. Chúng ta là người nghe đạo, đừng bao giờ nói thêm một câu để tổn âm đức của chính mình, tạo ra cái nhân quả không tốt. Nên người không hiểu thì mới làm thêm cái chuyện đó. Chúng ta càng học Phật thấy thương mọi người. Vì sao? Vì mỗi một con người đến với cuộc đời ai cũng có tội lỗi. Chúng ta cảm thấy cái nhân cái quả trong lục đạo nó như một màn lưới bao phủ chúng ta. Nó là nhân sinh thù nghiệp. Bây giờ bản thân chúng ta đến với cuộc đời này ai hoàn toàn đúng, ai hoàn toàn sai. Nên chúng ta nên có cái tâm cởi mở ra. Không ai thích lấy bùn cháy vào mặt mình bao giờ. Vì cái nhân quả trong lục đạo mạnh quá, chúng ta không vượt qua được. Ai mà không muốn mình tốt? Những đứa cũng muốn những đứa tốt. Có khi một ngày nào những đứa bị một chuyện gì, bản thân những đứa mình đã tính trước cái chuyện đó của bản thân mình. Nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta đi đạp người khác khi người ta đã té xuống. Đúng không? Nên những đứa thấy có những người có những chuyện người ta rất là lâu mà mình cứ lôi cho mình chửi người ta suốt, cái việc đó thấy không đặc biệt chút nào. Nên cái cõi nhân sinh thì tùy họ, nhân quả của họ, nhưng chúng ta đừng nên đụng vô. Nên mong quý vị nhớ kỹ, trong cái thời những đức đã nhiệt tình hướng dẫn quý vị. Những gì khuyên, những gì nói, những gì làm là những việc đặc biệt hết lòng là muốn giúp mọi người. Nhưng nếu trong cuộc đời của mình nó có những cái tác dụng phụ gì thì vì hãy nhớ là những cái thời chúng ta đã từng ngồi được gì để giúp nhau. Đúng quý vị đó. Mình đừng nên xóa sổ hết quý vị. Người ta cũng một thời hết lòng hết dạ với mình mà. Mình lại xóa sổ sạch cái cuốn sổ tốt đẹp, lưu giữ lại những cái điều không phải trong tâm mình. Con người mình tệ quá, quá tệ. Nhân đức nói thiệt. Nó nên á, nếu như mà mỗi một con người mà nghe đạo rõ ràng ấy, vì mỗi một tầng cấp nào của xã hội cũng là con người có tình có nghĩa. Nhớ cái gì nó cũng cẩn thận, đừng nhìn cái lợi trước mắt mà cái quả kế bên. Rất nhiều con người trong cuộc đời này chúng ta chỉ nhìn cái lợi trước mắt, nhưng chúng ta không nhìn cái quả kế bên, rất là đáng sợ. Cái lợi trước mắt là nhìn cái lợi cho bản thân, cái đó mới là cái quả kế bên của mình. Nếu bỏ đi cái lợi của chính mình thì nhất định quý vị sẽ có cái lợi lâu dài. Thật sự có cái lợi lâu dài. Nên cuộc đời những đức xin thưa quý vị, mười mấy năm nay những đức học Phật, những đức cảm thấy những đức rất là mãn nguyện, rất là mãn nguyện, không cần đòi hỏi thêm gì nữa. Tại vì chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình chỉ được một ngày này cũng chưa được. Cuộc đời những đức chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng ngày hôm nay ngồi nói chuyện với quý vị như vậy. Tại vì mình có cái gì đó mà mình dám suy nghĩ mình ngồi như vậy nói chuyện với quý vị. Nên những đức cũng chưa bao giờ xưng một danh từ thầy nào với quý vị. Chúng ta chỉ là những người cảm thấy nhận thức được Phật Pháp nó hay, cái đó là hay, thì chân thật đem cái đó ra để mà chia sẻ. Vậy thôi. Nên tại sao những đức học Phật nó được có kết quả? Cái kết quả là những đức nhìn được cái chỗ chúng ta có cái bản năng gì để phát huy cái bản năng đó. Còn nhiều người là người ta nhìn bản năng của người khác để mong mình giống người khác. Quý vị học gì thì cực kỳ khó. Nếu như nhìn chính bản thân mình nó có ưu điểm và khuyết điểm chỗ nào để chúng ta khai quật cái khả năng đó của mình thì quý vị học rất là dễ. Bây giờ quý vị coi cái khuyết điểm như đức là hô nè, khuyết điểm như đức là nói chuyện ngang ngược nè, khuyết điểm của Như Đức là nói chuyện thẳng thắn nè, cái mặt trợn trợ, cái mỏ chu ra nè, đó là khuyết điểm. Nhưng Như Đức lại khai quật cái khuyết điểm này để trở thành ưu điểm của chính bản thân Như Đức. Phải không? Tại vì đa phần người ta đều dùng ưu điểm. Ưu điểm người ta phải vẽ làm sao thành ưu điểm hết. Đa phần con người người ta đều làm ưu điểm hết. Tôi lại lấy khuyết điểm để khai thác thành ưu điểm. Đó mới là cái đặc sắc của thầy Như Đức. Đó là cái mình phải để ý đó. Đừng bao giờ nói rằng tôi súng răng tôi hô mà tôi không phát triển được cái ưu điểm thì sai rồi. Vì bao nhiêu con người súng răng không dám cười, mỗi lần họ cười, còn mình súng răng thì mình thì quý vị thành ưu điểm rồi. Bao nhiêu người súng răng kia sẽ nhìn quý vị mà phát huy năng lực và không còn bị tiêu cực,
Còn quý vị cũng vậy nói làm chi nữa bây giờ. Thấy không? Nên chúng ta nên nhận thức khuyết điểm để phát triển ưu điểm. Quý vị mà nhìn vậy thì mỗi người bị học Phật rất là hay. Còn niệm Phật thì xin thưa quý vị, niệm Phật thì mỗi một con người thì có cái cách niệm Phật của chính mình làm sao phù hợp với mình. Còn chúng ta đi vào trong chánh điện chúng ta tu thì chúng ta phải giống mọi người thôi. Còn cái chuyện quý vị bước ra khỏi chánh điện quý vị muốn niệm thì sao? Quý vị viễn làm sao quý vị niệm A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật? Thì đó là cái chuyện niệm của quý vị. Vì nói là thầy con phải niệm Phật như thế nào? Thì hỏi câu này khó trả lời. Trả lời là tại vì dĩ vị phải trả lời. Bây giờ tôi nói tôi niệm như vậy an lạc, quý vị niệm không an lạc rồi sao đây? Nên quý vị có quyền niệm theo cái gì làm sao quý vị an lạc? Còn khi mình đi đến đâu người ta trì chú mình trì chú, người ta tụng kinh mình tụng kinh, người ta niệm Phật mình niệm Phật, người ta làm sao mình làm được như vậy? Như vậy thì mình là con người nước hòa với sữa. Quá hay rồi. Thì nhớ nè, Phật Pháp không bao giờ cái chữ Phật này mà có đụng. Cái chữ Phật mình niệm là do gì? Mình niệm xong thông tâm. Cái chữ Phật là chữ giác không có đụng. Nên cả là ma tà quỷ quái chúng ta cũng không phải để cái chuyện trì chú niệm Phật để chúng ta đè phục họ đâu, không phải đâu. Mà họ là ma tà quỷ quái cũng là một chúng sanh. Vì chúng sanh nó mê hoặc điên đảo nên là ma tà quỷ quái. Chúng ta là người học Phật, chúng ta đâu có giết ma tà quỷ quái, mà chúng ta chỉ cảm hóa ma tà quỷ quái, cảm hóa họ thôi. Nên mà nói rằng những thầy bùa mà chù yếm người ta hoàn toàn những việc làm này quý vị đi ngược định luật nhân quả. Hoặc là người ta không yêu mình mà bản thân mình đi dùng bùa chú để làm cho người ta yêu mình, tác dụng phụ cực kỳ lớn. Vì sao? Dù có được thăng sát nhưng chúng ta sẽ bị tác dụng phụ cực kỳ lớn trong cái cuộc đời mình đã làm ngược lại vấn đề của định luật nhân quả.